Mị Như không có bị truyền tống vào đi, mà là bị Giang Giật kêu tại phía trước giò đường, Mị Như cái kia u oán a, à, nhưng Giang Giật hỏa long kiếm dương lên, nàng chỉ có ngoan ngoãn tiến lên. Phật Hoàng theo ở phía sau nhìn xem Mị Như bởi vì không ngừng nhảy vọt nở nang bờ mông không ngừng rung động, bắp đùi trắng như tuyết cũng thỉnh thoảng lộ ra một mảng lớn, đột nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng Giang Giật nhỏ giọng nói ra, Giang Giật, cái này Hắc Hải yêu hoàng rất không tệ a, à, người ngươi xem cái mông này, cái này đùi, tiêu chuẩn. Đáng tiếc là yêu tộc a. À. Bịch, Giang giật chân trượt đi, thoáng cái ngã cho đấp cứt, Doãn Hoàng bọn người lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trợn trắng mắt, Giang giật lúng túng đứng lên, nhìn thoáng qua Phật Hoàng, gặp hắn cười tủm tỉm, căn bản nhìn không ra hắn là đang thử thăm dò hay là thật liền là như thế bản tính, chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, áo bá phụ nếu là có như thế nhã hứng. Đừng, đừng, ta liền nói một chút mà thôi. Phật Hoàng cười tủm tỉm vỗ vỗ Giang giật bả vai nói, người mấy cái bá mẫu thế nhưng là nhân vật lợi hại, hắc hắc. Tiểu tử A, Quay đầu ngươi đem nhà ta tiểu thiện nhi cưới trở về, ngươi liền biết khổ, dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi liền đợi đến quỷ mấy ngày mấy đêm đi. Giang giật triệt để bó tay rồi, cũng không biết làm sao đáp lời, chỉ có thể bồi gượng cười. Phật hoàng hình tượng cũng triệt để tại Giang giật trong suy nghĩ lật đổ, trên thế giới này cũng sợ chỉ có Phật hoàng dạng này người mới có thể tại tương lai mình con rể trước mặt cùng một chỗ thảo luận những nữ nhân khác a. À. Nhìn ta như vậy làm gì? Phật hoàng nhìn xem Giang giật như thế biểu lộ. Có chút thất vọng thở dài, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không giống bình thường, là cái nhân vật. Không nghĩ tới cũng là một phàm nhân a, à, nếu không, Giang giật ngươi theo ta tu thiền đi. Người cả đời này có quá nhiều cực khổ, cũng quá mệt mỏi, giống như còn muốn mang theo mặt nạ còn sống, kia có gì khoái ý có thể nói chúng ta tâm thiền giảng cứu liền là mọi chuyện y theo bản tâm, chưa từng cố kỵ ngoại nhân ánh mắt, không bị bất cứ chuyện gì ràng buộc, làm mình thích làm sự tình, dạng này cho dù chết, cũng có thể mỉm cười chết đi. Giang giật lặng lẽ phật hoàng nói tiêu sái làm việc cũng tiêu sái nhưng rất nhiều thứ thật có thể không bị ràng buộc thật có thể không quan tâm hắn không có phản bác phật hoàng nhưng đối với phật hoàng tâm tính cùng làm việc ngược lại là rất bội phục cùng thưởng thức a à, bôn tẩu bên trong phía trước mỹ như đột nhiên hét lên một tiếng giang giật bọn người ngẩng đầu quét qua sắc mặt dây lát biến phía trước một cây đại thụ đột nhiên động phía trên cành điên cuồng phóng tới thoáng cái đem mỹ như thân thể cho cuốn lấy đột nhiên hướng lên trên uổng phí kéo đi Hill giang giật hỏa long kiếm phát sáng lên ngưng tụ ba đầu hỏa long đột nhiên hướng phía trước đập tới mị như thực lực ở chỗ này khẳng định lại có đại dụng giang giật tự nhiên không thể để cho nàng yêu lực bị hấp thu chiến lực rút lui vù vù doãn hoàng cùng đêm hoàng nhao nhao xuất thủ cây đại thụ kia bị nhổ tận gốc ầm vang đổ vào một bên mị như bay vụt mà xuống lòng vẫn còn sợ hãi từng ngụm từng ngụm thở phì phò đường đường yêu tộc đại đế coi như trở thành hồn nô cũng không trở thành như thế không bình tĩnh a à. giang giật con ngươi lấp lóe đột nhiên thành âm thanh hỏi, Mị Như, người năm nay bao nhiêu tuổi? Mị Như nháy nháy mắt, nói ra, 27. Giang giật nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ta không phải nói người hóa hình là người số tuổi, mà là người theo xuất sinh đến đã bao nhiêu năm? Mị Như không hiểu hỏi, liền là 27 năm A, à, làm sao có vấn đề sao? Trẻ tuổi như vậy, Giang giật cùng Phật Hoàng bọn người rất là ngoài ý muốn, yêu tộc Thọ Nguyên cực kỳ dài, cường đại yêu tộc Thọ Nguyên đều là mấy ngàn năm lên, cái này Mị Như mới 27 tuổi, quy ra xuống tới liền giống với nhân tộc Hải Nhi, khó trách tâm tính như thế chênh lệch. Khoác lác đi, 27 tuổi yêu hoàng ai mà tin A Doãn Hoàng có chút chất vấn cười nhạo nói. Ha ha, mị như có chút tự ngạo bĩu môi nói, luận thiên tư, tại yêu tộc còn không yêu cùng bản hậu so sánh. Bất quá, ta có thể đột phá yêu hoàng, là phụ hoàng ta đem yêu lực truyền thừa cho ta duyên cớ. A a, à, tiếp tục hành tẩu đi, mị như yên tâm, người không chết được. Giang giật khoát tay áo, mị như chỉ có thể tiếp tục tiến lên mọi người không dám nói chuyện chuyên tâm dò xét phía trước tình huống nhất là giang giật nếu là hắn bị trói buộc nguyên lực nhiễu loạn đoán chừng không ai có thể cứu hắn a à, đó là cái gì cẩn thận từng ly từng tí đi lại một canh giờ ghé qua mấy ngàn dặm sơn lâm trong lúc đó lần nữa tao mộ mấy khỏa hội trói buộc người quái thụ phía trước mị như kêu lên giang giật bọn người nhìn lướt qua đi qua đêm hoàng trong ánh mắt đột nhiên bắn ra vạn trượng hàn mang hoảng sợ nói kia là mẫu hậu hồng phất phái chương 1214, lục xà. Dạ hậu có một kiện rất đẹp phách, vậy vẫn là một kiện cổ khí lực phòng ngự kinh người, giờ phút này lại tại một viên cổ thụ bên trên mang theo, Phật Hoàng bọn người nhìn mấy lần, lập tức xác định kia váy hoàn toàn chính xác ban đêm sau. Đừng đi qua, Giang giật nhìn thấy đêm hoàng như phát điên hướng phía trước phóng đi, lập tức quát lạnh nói, phía trước gốc cây kia so trước kia gặp phải cây phải lớn hơn mấy lần, khoảng chừng cao trăm trường, cành lá phạm vi bao phủ cũng đầy đủ có vài chục trường, Cây này tuyệt đối so phía trước tao ngộ yêu thụ muốn cường đại hơn nhiều, như đêm hoàng bị cuốn lấy, nói không chừng giang giật cũng không có cách nào cứu hắn. Đáng tiếc đêm hoàng nhìn thấy cái này váy, coi là giả hậu ngộ hại, căn bản không nghe giang giật, nổi điên hướng phía trước phóng đi, Phật hoàng mày kiếm vẩy một cái, há mồm quát, dạ ma, bình tĩnh một chút, giả hậu lại không chết. Phật hoàng lời này thanh âm rất lớn, như núi đá lăn xuống, tiếng sấm vang rền, để cho người ta nội tâm khuấy động, giang giật ở bên cạnh đều cảm giác màng nhĩ một trận nhói nhói. Đây cũng là một loại đặc thù thần thông, bên kia đêm hoàng rốt cuộc tình mộ lại, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ xem xét tỉ mỉ một trận, thở ra một hơi thật dài cây này bên trên chỉ có một kiện váy, cũng không có bất kỳ cái gì thi thể cùng hài cốt, giả dạ hậu là bát tinh cường giả, thân thể phi thường cường đại, coi như bị ghim chết rồi, thân thể biến thành thịt khô ít nhất lại có hài cốt lưu lại, mà phụ cận không có cái gì. Hắn không yên lòng vây quanh đại thụ xa xa dạo qua một vòng, cuối cùng xác định không tìm được hài cốt sau mới lui trở về nhìn qua phật hoàng hỏi hòa thượng người xác định ta mẫu hậu không chết ngươi không thấy được phụ cận có chiến đấu vết tích phật hoàng chừng mắt mắt to chỉ vào đại thụ bên cạnh đếm không hết hố sâu nói kia rõ ràng là ngươi mẫu hậu thiên nữ tán hoa đạo văn ngươi mẫu hậu đã có thể phát ra công kích nàng lại thế nào có thể bị trói buộc còn có ngươi mẫu hậu cùng nhà ta lão ra tử cùng nhau cái này yêu thụ có thể vây chết nàng cũng thế đêm hoàng nghĩ nghĩ đích thật là đạo lý này Phật đế là thiên tinh giới một trong mấy người mạnh nhất, tên này mặc dù cường đại một chút, nhưng Phật đế cửu tinh đạo văn bọn họ cũng đều biết huy lực, hẳn là khó không được Phật đế. Đi, có thể nhìn thấy cái này hồng phất phách, nói rõ giả hậu Phật đế bọn người ở bên trong, mọi người tinh thần đại chấn nhau nhau tăng nhanh tốc độ. Bất quá mọi người càng thêm cẩn thận, gần như đều không tới gần đại thụ, giống như phía trước có đại thụ chặn đường tình nguyện lách qua cũng không tới gần. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, mọi người trực tiếp 4 năm cái canh giờ lại cảm giác phía trước còn chưa tới điểm cuối cùng. Hải đảo này tựa hồ lớn đến không biên giới, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Không đúng, Phật Hoàng nhướng mày, dừng chân lại nói ra, nơi này hoặc là một cái hẹp dài bán đảo, hoặc là nơi này tựa có mê trận. Nếu không đi lâu như vậy khẳng định vượt ngang hải đảo, không giống mê trận a? Doãn Hoàng bốn phía quét qua, trên đường đi cũng không có gặp được đồng dạng cảnh sắc. Điều này nói rõ mọi người một mực tải tiến lên mà không phải xoay quanh. Giang Giật cũng cảm thấy không có mê trận. Hắn trên đường đi thỉnh thoảng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chưa bao giờ cảm ứng được có cấm chế ba động. Quả nhiên, mọi người lần nữa đi về phía trước một canh giờ, tại một cái cửa đại trong hạp cốc phát hiện kịch liệt chiến đấu vết tích, cái kia hẻm núi rất nhiều núi đá đều bị đánh rơi, bốn phía vách đá còn có hố to, đêm hoàng nhìn thấy những cái kia mấp mô điểm điểm, lập tức mừng lớn nói, đây là thiên nữ tán hoa, mẫu hậu quả nhiên không chết. Hiên hoàng Doãn hoàng cũng đại hỉ, Doãn hoàng vung tay lên nói, đi lần theo chiến đấu vết tích một đường truy tung tuyệt đối có thể tìm tới các nàng dừng lại giang giật cùng phật hoàng đồng thời quát khẽ hai người trên mặt đều là ngưng trọng giang giật là bởi vì tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái bản năng cảm giác có chút không đúng phật hoàng lại nghĩ đến càng xa hắn ngưng thần nói ra cái này hẻm núi có vấn đề đã lão ra tử bọn hắn đều phát sinh đại chiến điều này nói rõ trong hạp cốc gặp nguy hiểm đại gia tuyệt đối không thể chủ quan đúng doãn hoàng ba người rốt cuộc tỉnh táo lại giang giật khẽ lắc đầu ba người này rõ ràng có chút quan tâm sẽ bị loạn hay là có phật hoàng tại ba người này lười nhác suy nghĩ nhiều rõ ràng như vậy sai lầm đều sẽ phạm cũng không biết làm sao trở thành gia chủ kỳ thật cái này cũng trách không được ba người phật hoàng là bọn hắn kia một đời thiên phú cao nhất người giờ phút này thực lực cùng trí tuệ đều vượt qua bọn hắn những năm gần đây bọn hắn một mực ỷ lại phật hoàng có hắn tại địa phương căn bản không suy nghĩ nhiều mà lại giang giật xuất hiện để ba người đều cảm giác có chút mất mặt cùng xấu hổ một cái tuổi trẻ hậu bối, thực lực lại hoàn toàn lực áp bọn hắn, đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh, tăng thêm trong lúc nhất thời nhìn thấy Phật đế đám người chiến đấu vết tích, quan tâm sẽ bị loạn. Mọi người ổn định tâm tính một đường tiến lên, Mỹ Như đi tại phía trước nhất, Doãn Hoàng cùng đêm Hoàng đi tại hàng thứ hai, Giang giật đi ở giữa, Phật Hoàng cùng Hiên Hoàng ở phía sau. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thời khắc cảm ứng bốn phía dị động, nơi này thần thức không thể dò xét, sở dĩ Giang giật cái này thần thông trở thành mọi người mắt, Mị Như lui ra phía sau, đại gia cẩn thận bên trái đằng trước. Đi lại ngàn trượng khoảng cách, Giang giật đột nhiên quát lớn, Mỹ Như thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, hai tay đột nhiên đánh ra hai đạo yêu lực công kích, như hai đầu hắc vụ lan tràn mà đi, mục tiêu là bên trái đằng trước vách đá. Hiu, bên trái vách đá một cái khe hở bên trong, giờ phút này có một đầu lục sắc tiểu xà bắn nhanh mà ra, tốc độ rất nhanh, tiểu xà chỉ có ngón cái thô, cánh tay dài như vậy, tốc độ như gió, so trong biển tiểu thạch quái tốc độ nhanh hơn phanh phanh, mị như hai đạo yêu lực công kích cũng không có cho tiểu lục xà rất lớn tổn thương, chỉ là đem tiểu xà đánh bay ra ngoài, bất quá hắc khí bên trên độc vụ quấn quanh tiểu lục xà toàn thân, đang từ từ xâm nhập. Đại gia cẩn thận, cái này tiểu lục xà phòng ngự rất khủng bố, của ta độc vụ rất khó thấm vào. Mị như mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bản dao, vu vu, suy suy, doãn hoàng cùng đêm hoàng đồng thời công kích, bất quá hai người công kích đồng dạng chỉ có thể đánh bay tiểu xà, để nó trên thân lưu lại hai đạo bạch ngấn, cũng không có thụ thương. Trên đảo này đồ vật mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, một đầu bên ngoài tiểu hài tử đều có thể giết chết tiểu xa, các vị trí cường giả lại không thể đánh giết. Tới rất nhiều lục xa, đại gia một bên công kích, một bên tiến lên, không muốn ham chiến. Giang giật đột nhiên quát lớn, hỏa long kiếm điên cuồng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, cái này tiểu lục xa cùng trên biển tiểu thạch quái đồng dạng, rất khó đánh giết, giang giật cũng không muốn đánh giết, đánh lui là được. Đúng, Phật Hoàng cũng quát khẽ, đều khác đừng đánh giết, đánh lui là được, miễn cho dẫn suốt đại gia hỏa, hết tốc độ tiến về phía trước. Tất cả mọi người không phải người ngu, phân biệt khóa chặt từng đầu tiểu lục xà công kích, đưa chúng nó nhao nhao nổ bay, nhanh chóng tiến lên. Càng hướng trước mặt đi, tiểu lục xà càng nhiều, đếm không hết tiểu lục xà theo trong huyệt động, trong khe hở bay ra, đầy trời mà đến, giang giật âm thầm may mắn lần này tới cường giả đủ nhiều, nếu không dựa vào hắn một người không phải mệt chết. Mọi người hình thành một vòng tròn, Giang giật cùng Phật Hoàng bị vây quanh ở ở giữa, Phật Hoàng phụ trách phía trên bắn nhanh mà xuống tiểu lục xa, Giang giật thì phụ trách trợ giúp, những người còn lại phân biệt phụ trách phương hướng khác nhau, đều đâu vào đấy tiến lên, mỗi người áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Cho đến giờ phút này, mọi người mới triệt để đối Giang giật chịu phục, mỗi lần Giang giật xuất thủ đều so với bọn hắn phản ứng nhanh, mà lại đều là bọn hắn tao ngộ cường đại lúc công kích, trường kiếm trong tay của hắn tùy ý quét qua mấy vạn đầu hỏa long gào thét mà đi, đem mấy chục đầu tiểu lục xà đều nổ bay, công kích hiệu quả so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Giang giật đạt tới bán thần về sau, có được so thần khí huyền thần đao còn muốn cường đại mấy phần hỏa long kiếm, coi như tiện tay thả ra công kích đều có thể so lục tinh cường giả. Hắn một màn này tay liền là mấy vạn đầu tiểu hỏa long, đối phó loại này tiểu xà hiệu quả không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy một đường tiến lên, đi dòng dã một canh giờ, giang giật lần nữa dừng bước, quát khẽ, mọi người chú ý, hẻm núi muốn đi đến cuối cùng, phía trước giống như có cái đại gia hỏa. chương 1215, bộ lạc, hoàn toàn chính xác tới một cái đại gia hỏa, giang giật chúng ta tới chống đỡ lại, những người còn lại nhanh chóng thông qua. Phật Hoàng cũng cảm ứng được, cùng giang giật liếc nhau quát khẽ. Giang giật nhẹ gật đầu, hai người đột nhiên tăng tốc hướng phía trước bay đi, những người còn lại thì thả chậm bước chân. Phía trước một cái cự đại trong sơn động một cái to bằng đầu người đầu ló ra, ban đầu tiểu lục xà chỉ có ngón cái thô, đầu này lục xà lại có đầu người thô, có thể tưởng tượng chiến lực khẳng định không phải một cái cấp bậc. Suy suy, hai người khẽ dựa gần ngàn trượng khoảng cách, đầu kia đại lục xà thoáng cái chui ra, tanh hôi mùi thật xa tự truyền đến, cái này lục xà miệng rộng bên trong bốn khỏa sắc bén trong hàm răng hiện ra hàn quang, cảm giác không giống như là một con rắn mà là một cái kinh khủng hung thú. Tốc độ thật nhanh, Giang giật vội vàng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, còn khống chế rất nhiều tiểu hỏa long xuất vào lục xà miệng rộng bên trong, ý đồ kích thương nó. Dầm dầm dầm, đại lục xà bị tạc đến to lớn đầu trên không trung lăn lộn, nhưng các loại chờ sở hữu hỏa long bạo tạc về sau, cái này lục xà trên đầu chỉ để lại một chút điểm trắng, căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì, da đều không có trả phá. Ha ha ha, Phật Hoàng nhìn thấy giang giật buồn bực biểu lộ cười ha hả trong tay hắn lấy ra một cái màu đen bình bát, đột nhiên hướng lục xà đầu đập tới, một đạo tiếng oanh minh nổ lên, lục xà đầu bị nện lui mấy trượng bình bát bay trở về các loại chờ lục xà đầu lần nữa phóng tới hắn lại qua bình bát công kích. Suy suy, lục xà bị công kích mấy lần, có chút nổi giận, toàn thân nó cũng theo trong sơn động chui ra, cái đuôi của nó lại mang theo gai nhọn, giờ phút này đột nhiên quét tới, bắn thẳng đến Phật Hoàng. Đồ thần chảm, giang giật xúc thế hoàn tất, ba đầu hỏa long mang theo cuồng bạo khí thức đột nhiên hướng lục xà vào tới, nhưng vừa mới phóng thích kia lục xà cái đuôi bên trên nhỏ bé gai nhọn lại toàn bộ rời khỏi thân thể, hóa thành một mảnh bóng đen hướng hai người phóng tới. Cẩn thận, Giang giật bản năng cảm giác được nguy hiểm, thân thể hướng phía trước bước ra mấy bước ngăn tại Phật Hoàng phía trước, huyền thần khải hiển hiện, thần thuẫn mở ra, ngạnh kháng phóng tới lục sắc gai nhọn. Vù vù, những cái kia lục sắc gai nhọn tốc độ rất không tệ, so lục xà nhanh hơn, có một phần bị ba đầu hỏa long phá hủy, một phần nhỏ đánh chúng vào giang giật. Giang giật bán thần thần thuẫn vẻn vẹn ủng hộ một hơi thời gian, lập tức bị kích phá, mười mấy cây gai nhọn đánh chúng vào huyền thần khải. Keng keng, từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, Giang giật cảm giác cái này mười mấy cây gai nhọn tựa như mười mấy cây hủy diệt bá vương thương nện ở bộ ngực mình, mặc dù uy lực không có lớn như vậy, nhưng hắn nội tạng vẫn là bị kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hung tàn như vậy, Phật Hoàng ánh mắt chấp động, cư sĩ phục phồng lên, hai tay của hắn múa, kim sắc Phật quang từ trên người hắn lấp lánh mà ra, hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra đại thủ, bốn phía nguyên lực phun trào, một cái cự đại Phật chữ xuất hiện, đi theo ba đầu hỏa long hướng lục xà đột nhiên chấn áp tới. Dầm dầm dầm, đồ thần trảm uy lực cũng đủ lớn, lục xà bỗng chốc bị đập bay, máu me đầm đìa, miệng rộng bên trong đều là huyết, một viên răng nhọn còn bị nện đứt, cuối cùng hung hăng bị nện đến trên vách đá dựng đứng bắn ngược trở về. Ông, đường kính đạt tới ba trượng to lớn Phật chữ theo sát phía sau mà đến, đem lục xà trùng điệp nghiền ép trên mặt đất, mà lại Phật chữ còn không có biến mất, chỉ là quang mang ảm đạm vẫn như cũ chân áp lục xà không thể động đậy, Phật Hoàng hét lớn, đi mau. Doãn hoàng bọn người ở tại đằng sau nhìn thấy lục xà bị chấn áp, vội vàng một bên công kích, một bên nhanh chóng vòng qua lục xà hướng phía trước bôn tàu. Giang giật cùng Phật hoàng lại thả ra một lần công kích, sau đó cũng nhanh chóng chạy như bay. Cái này lục xà gặp hai người công kích mạnh nhất, thế mà còn chưa có chết hai người đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, đánh giết cái này lục xà đối hai người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ra hẻm núi phía trước đúng là một mảnh to lớn hoang nguyên, vô biên vô hạn, mà lại mọi người phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm, là đông hoàng đại lục hơn gấp 10 lần, vừa ra tới cảm giác hít một hơi đều đặc biệt tươi mát. Nơi này chẳng lẽ là một cái siêu cấp đại lục, đêm hoàng thì thào, đầy mắt chấn kinh ngạc, một cái bí cảnh thế mà có thể có như thế chi đại chuyện này quả thật không thể tưởng tượng a. À. Giống như nơi này không phải một cái siêu cấp cường giả luyện chế không gian, như vậy cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên bí mật. Như thế một cái thần kỳ địa phương, vì sao chưa từng người phát hiện qua thật chẳng lẽ người tiến vào đều ra không được nếu như là huyền đế vào đây đâu. Doãn đế trong đôi mắt cũng đều là kinh ngạc, bí cảnh bình thường đều tương đối nhỏ, trừ phi là trí cường giả tốn hao siêu trường thời gian luyện chế kỳ dị không gian. Cái này từ thần mật hải to lớn như thế, giang giật ở trong biển cũng bay lâu như vậy, giờ phút này trước mọi người đi xa như thế khoảng cách, phía trước thế mà nhìn còn vô biên vô hạn ngươi để mọi người làm sao không khiếp sợ. Đi, Phật Hoàng trong mắt đều là hưng phấn, Tựa như một đứa bé phát hiện mới đồ chơi, hắn tâm tính quá mạnh, đối với thăm dò cái này đại lục hứng thú vượt qua tử vong e ngại. Mọi người vội vàng đuổi theo, rõ ràng không có Phật Hoàng như vậy nhìn thoáng được, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Nơi này hết thảy đều lật đổ bọn hắn nhận biết, ở chỗ này coi như đột nhiên xuất hiện một cái tiểu thú đem bọn hắn giết đi, cũng không có gì kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ là thượng giới, hiên hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì vấn đạo, doãn hoàng bọn người như có điều suy nghĩ, Phật Hoàng lại khoát tay áo nói, thượng giới giống như dễ dàng như vậy vào đây, huyền đế cũng không cần phá toái hư không. Nơi này chỉ là một cái kỳ dị bí cảnh mà thôi, nơi này quái vật như thế cường đại, hẳn là nơi này thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm có quan hệ, các ngươi ngẫm lại huyền đế thành. Đi thôi, khác đừng đoán, do xét một phen chẳng phải sẽ biết sao. Huyền đế thành nội có tụ linh đại trận, thiên địa nguyên lực dị thường nồng đậm, sở dĩ tại huyền đế trưởng thành lớn hài tử, từng cái đều thiên tư phi phàm, coi như một cái bán món ăn lão bá đều là kim cương thiên quân võ giả, cũng không đủ là lạ. Mọi người nghĩ nghĩ giống như cũng là dạng này một cái đạo lý, cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời trầm mặc đuổi theo, dò xét cái thế giới mới này, tìm kiếm Phật đế bọn người. Năm ngày, mọi người dòng dã tại trên hoang dã đi lại năm ngày thời gian, vẫn không có đi đến cuối cùng, nơi này quả nhiên không phải một cái hải đảo, mà là một cái đại lục. Cái này năm ngày đến, mọi người tao ngộ rất nhiều kỳ quái tiểu thú, mà lại phổ biến lực phòng ngựa siêu cường, nơi này yêu thú cũng không có linh trí cũng đều là biến dị chủng loại bởi vì bọn chúng ngoại trừ tốc độ nhanh lực phòng ngự mạnh không hiểu bất luận cái gì yêu thuật công kích cũng chỉ là dựa vào cường đại thân thể chiến thuật yếu đến đáng thương mọi người một đường nhanh chóng tiến lên căn bản không cùng nơi này yêu thú chiến đấu có thể tránh thoát tựu tránh đi không thể tránh khai tựu phá vây đến đằng sau hai ngày giang giật đem doãn nhược băng giang tiểu nô cùng y thiền tiểu phỉ đều phóng ra cái này đại lục tình huống thăm dò rõ ràng một chút chỉ cần cẩn thận điểm cũng không còn như người chết. Ngày thứ bảy, mọi người đứng tại một mảnh trên vách đá đình chỉ tiến lên, trong mắt đều là ngưng trọng, tụ liền Phật Hoàng sắc mặt đều có chút nặng nề, bởi vì vách núi phía dưới là một mảnh bình nguyên, mà nơi xa mọi người mơ hồ thấy được một cái bộ lạc. Không sai là bộ lạc, là người ở lại bộ lạc. Cái này thần bí thế giới bên trong, liền tiểu xa đại thụ đều như thế hung tàn, nếu như là người sẽ có bao nhiêu cường đại mọi người không cách nào tưởng tượng một cái không tốt tất cả mọi người có thể muốn vĩnh viễn lưu tại cái này từ thần mật hải. chương 1216, dã nhân, tại bí cảnh bên trong phát hiện nhân loại nơi ở, đây đối với mọi người tới nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Phương diện tốt mọi người có thể thông qua nhân loại tìm kiếm Phật đế bọn người, phá hư phương diện liền sợ người nơi này bài xích kẻ ngoại lai, một cái không tốt dẫn phát đại chiến, mọi người có thể đều sẽ vẫn lạc. Phật Hoàng để mấy nhà bán thần tản ra đề phòng, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thương nghị, cuối cùng quyết định bởi Giang giật cùng Mỹ như Giang Tiểu Nô đi dò xét một phen, trước mạc mạc tình huống. Giang giật có huyễn ảnh thần thông, Giang Tiểu Nô tốc độ nhanh, Mỹ như yêu thuật rất khủng bố liền Phật Hoàng đều có thể khống chế, giống như có thể khống chế mấy cái bí cảnh bên trong người, kia tìm hiểu tình báo tựu đơn giản. Giang giật lần này không có đem tất cả mọi người thu nhập huyền thần cung, mọi người tại trên vách đá ẩn núp chờ lệnh, hắn cũng không dám cứ như vậy theo trên vách đá leo lên mà xuống, như thế mục tiêu rất rõ ràng hắn mang theo giang tiểu nô cùng Mỹ như theo phụ cận tìm một cái lối nhỏ thêm vào xuống dưới, lúc này mới đem hai người thu nhập huyền thần cung, sau đó một người tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vụng trộm hướng xa xa bộ lạc tới gần. Bộ lạc rất lớn, bộ lạc bên ngoài đều là cao lớn tưởng gỗ, uốn lượn mấy chục dặm, bởi vì khoảng cách quá xa, giang giật tại trên vách đá chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái ảnh tử, căn bản không biết bên trong có người hay không, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước lợi dụng thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng bốn phía ba động cẩn thận tiến lên. 40 dặm, 30 dặm, 20 dặm, Giang giật ngừng lại, trốn ở một cái sườn núi nhỏ sau vụng trộm hướng bộ lạc nhìn lại, lần này có thể thấy rất rõ ràng, mà lại doanh trải phía trên hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít nhân ảnh. Quả nhiên là nhân tộc, Giang giật tinh thần đại chấn, bốn phía quét qua lại có chút nhức cả trứng, lần này mới là một mảnh bình nguyên, rất ít che chắn vật, giống như cứ như vậy đến gần lời nói, thoáng cái hội bại lộ tại trên tường gỗ tầm mắt của người bên trong. Tình huống không rõ, có thể tại như thế kỳ dị địa phương kiến tạo bộ lạc nhân tộc, thực lực khẳng định không kém. Giang giật chỉ có thể lần nữa đường vòng, vụng trộm theo tươi tốt trong bụi cỏ, vây quanh bộ lạc xoay quanh tìm cơ hội. Nhưng hắn dòng dã tiềm hành một canh giờ, vây quanh bộ lạc lượn quanh một vòng, phát hiện căn bản không có cách nào bí mật chui vào trong bộ lạc. Bộ lạc này chỉ có hai đại môn, trên tường gỗ ít nhất đứng đấy vài trăm người. Các loại chờ, Giang giật có đầy đủ kiên nhẫn, hắn vùi ở trong bụi cỏ, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, phía trước là bộ lạc một đại môn, hắn tự không tin tưởng bộ lạc này bên trong người không ra. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, bộ lạc đại môn rốt cục mở ra, một đội cưới từng cái dị thú nhân tộc lao vụt mà ra, giang giật vụng trộm nhìn lướt qua, lập tức bị hù dọa. Đám người này cưới đều là đại bạch hổ, mà những này đại bạch hổ tốc độ cùng tại trong hạp cốc gặp phải đại lục xà không sai biệt lắm. Nói một cách khác. Những này đại bạch hổ chiến lực nhưng so sánh đầu kia đại lục xà. Đầu kia đại lục xà tốc độ cùng lực phòng ngự, giang giật phi thường tinh tường, đồ thần chảm công kích đều chỉ có thể làm cho đại lục xà thụ thương mà thôi. Sở dĩ hắn muốn chém giết đám này đại bạch hổ gần như không có khả năng, mà đại bạch hổ là bị một đám người ngồi cưỡi, có thể tưởng tượng đám người này chiến lược. Đi, đã có người ra, luôn có thể nghĩ biện pháp bắt lấy một hai cái hỏi một chút tình huống, không thử một chút làm sao biết có thể hay không tóm được giang giật lặng yên đuổi theo đám người kia, bất quá nơi này trọng lực quá cường đại, tốc độ của hắn hoàn toàn cái không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người kia biến mất tại phía đông một mảnh trong núi rừng. Tiểu nô mị như ra, nơi này cách khai bộ lạc có một khoảng cách, Giang giật lấy ra huyền thần cung đem hai người truyền tống ra, để tiểu nô biến thân mang theo chính mình buôn tẩu, mị như tốc độ cũng tạm được, miễn cưỡng có thể đuổi theo. Đến Sơn Lâm về sau, Giang giật nhỏ giọng bàn giao, chú ý, có một đám người tiến vào núi này Lâm, tao ngộ lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, các ngươi hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Hai người nhẹ gật đầu, Giang Giật tiếp tục để Giang Tiểu Nô mang theo, chính mình tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái, cẩn thận cảm ứng phụ cận ba động, xông vào Sơn Lâm trăm dặm về sau. Giang Giật đột nhiên mở to mắt nói ra, theo bên phải đi, bên kia có chiến đấu ba động, cẩn thận tiến lên, chú ý khác đừng làm ra thanh âm. Giang Tiểu Nô cùng Mỹ Như lập tức ngưng thần tính khí đi theo Giang Giật dạo bước tiến lên, bước chân bỏ vào nhẹ nhất, như ba con kim tiền báo một đường tiềm hành, hai nén hương sau ba người đã tới chỗ cần đến. Rầm rầm rầm. Phía trước ngay tại bộc phát một trận đại chiến, có 10 cái dã nhân đang cùng một đám tiểu thú kịch chiến, sở dĩ nói đám người này là dã nhân, là bởi vì đám người này ngoại trừ dưới hông bên ngoài, toàn thân đều áo không mảnh vải, tự liền dưới hông cũng vẻn vẹn dùng một chút da thú bao lấy, lộ ra hai bên cái mông. Giang tiểu nô nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu, nghĩ như là yêu tộc ngược lại là nửa điểm không để tâm, ngược lại nhìn chằm chằm những cái kia dã nhân thấp giọng cảm khái, đại nhân, đám người này thân thể tốt cường đại Xuyệt, Giang giật làm một cái hư thanh động tác, vui ở tiểu thạch phong đằng sau, xem xét tỉ mỉ chiến đấu phía trước. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, không thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đám này dã nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, hết thảy 17-18 người, toàn bộ cầm gậy gỗ. Những người này hành tẩu như gió, tốc độ nhưng so sánh tiểu lục xa. Bọn hắn ngồi cưới bạch hổ thế mà không có công kích, chỉ là vây tại một chỗ nhìn xem dã nhân tác chiến. Cùng bọn dã nhân đối chiến chính là một đám hắc báo, loại này hắc báo giang giật bọn người đối chiến qua, chiến lực rất mạnh, trừ phi giang giật vận dụng đồ thần chảm, nếu không căn bản là không có cách tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhưng mà, giờ phút này, đám này dã nhân vẻn vẹn cầm trong tay gậy gỗ đột nhiên ám sát, tự nhẹ nhóm có thể đem những cái kia báo đâm ra từng cái lỗ máu, trên người bọn họ cơ bắp phi thường cường đại, thậm chí có thể nói kinh khủng, mỗi một khối cơ bắp cũng giống như từng cái múi tỏi cao cao nổi lên, tấm đâm từng cục, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Bọn hắn công kích tốc độ để Giang giật nhìn mà than thở, đương nhiên Giang giật bọn người ở tại cái này trong không gian bị hạn chế, giống như ở bên ngoài bọn hắn công kích tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Ngao ngao, một cái hắc báo bị một tên cao đại dã người trực tiếp đâm xuyên qua bụng dưới, sau đó đột nhiên bốc lên, mặt khác hai bên hai cái dã nhân trong tay gậy gỗ đâm xuyên tới, triệt để đem cái này hắc báo đánh chết. Cái này gậy gỗ có quỷ dị, Giang giật nhìn thấy gậy gỗ tại đánh chúng hắc báo lúc phía trên có một đạo lưu quang hiện lên âm thầm ngạc nhiên, bọn hắn đều rất khó phá vỡ hắc báo phòng ngự, cái này gậy gỗ tùy ý có thể phá vỡ những này chẳng lẽ đều là thần khí không thành. Vù vù, một bên khác một cái hắc báo cũng bị công kích đến thoi thóp, bị mấy tên dã nhân gác ở không trung, lúc này một tên dã nhân đột nhiên thân thể bắn ra mà đi, hai tay bắt lấy hắc báo bụng dưới đột nhiên xé ra, kia hắc báo bụng dưới lại bị tươi sống xé mở, tiên huyết cùng xanh xanh đỏ đỏ ruột vẩy xuống kia dã nhân một đầu. Ai ngờ kia dã nhân vậy mà nắm lên ruột trực tiếp ăn sống, còn nhếch miệng cười to. Uệ, Giang Tiểu Nô thấy cảnh này không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất nôn khan, Giang giật sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện hai tên dã nhân ánh mắt như là chó sói hướng bên này quét tới, hắn lập tức truyền âm nói, bị phát hiện, rút lui. Giang giật ôm lấy Giang Tiểu Nô hướng nơi xa lao nhanh, mị như nhanh chóng lùi về phía sau, bên kia hai cái dã nhân cuồng hống một tiếng phi tốc đuổi theo, viên hầu tốc độ như tiến còn lại dã nhân ngược lại là cũng không hề để ý, tưởng rằng dã thú loại hình, tiếp tục săn giết hắc báo. Trốn không thoát, dã nhân tốc độ so giang giật nhanh lên mấy lần, so giang tiểu nô nhanh hơn, mà lại giờ phút này giang tiểu nô tại nôn ngửa căn bản là không có cách phi hành buôn tàu. Hắn cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, vội vàng lấy ra huyền thần cung đem mị như cùng giang tiểu nô thu vào, đồng thời trên người mình bạch quang lấp lánh, huyền thần khải ẩn vào trong thân thể, đồng thời đem áo bảo trấn vỡ, tóc biến thành màu đen, hình thể bề ngoài cũng nhanh chóng biến ảo cuối cùng biến thành một cái cỡ nhỏ dã nhân vù vù bên kia hai cái dã nhân rất mau đuổi theo tới nhìn thấy giang giật về sau hai người trong con người đều là kinh nghi một người huyên thuyên kêu một trận giang giật phát hiện nơi này nữ cùng phía ngoài tranh lệch rất lớn bất quá đại khái có thể nghe hiểu ý là hỏi giang giật là cái kia hàng nhái làm sao bây giờ giang giật não hải gấp trăm lần chuyển động hắn cũng không sợ hai cái này dã nhân vấn đề một khi khai chiến sẽ kinh động bên kia 10 cái dã nhân. Dã nhân này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát, một khi bị vây kín khai chiến, hậu quả sẽ như thế nào, chỉ có lão thiên biết rõ. Chương 1217, Phật đế bị bắt. Đã không hiểu lời nói của đối phương. Giang giật chỉ có giả ngu thử trước một chút có thể hay không lừa dối qua cửa ải. Trong mắt của hắn đều là kinh ý, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đưa tay chỉ miệng của mình, sau đó không ngừng khoát tay, đồng thời miệng rộng mở ra, Y, y nha nha kêu vài tiếng, cho thấy chính mình là câm điếc. Hai người dã nhân cẩn thận xem xét giang giật vài lần buông xuống cảnh giác, một tên dã nhân giống lên vài tiếng quay người tự hướng đường cũ trở về, một người khác thì nhanh chân đi đến, đại thủ sắp bắt được giang giật cổ, hiển nhiên chuẩn bị bắt về. Động thủ, giang giật không có biện pháp, giống như bị mang về kết cục có thể thảm hại hơn. Hắn chỉ có lặng yên lấy ra huyền thần cung, quang mang lóe lên mị như cùng giang tiểu nô xuất hiện, hắn đã sớm truyền âm cho hai người ra lệnh suy suy, mỹ như thân thể vừa mới truyền tống ra, lập tức hóa thành một đạo khói đen sông vào dã nhân trong đầu, Giang Tiểu Nô thì hóa thành lợi kiếm hướng phía trước dã nhân phóng đi. Kẻ ngoại lai, Giang giật phụ cận dã nhân bị giật nảy mình, bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng khoảng cách quá gần mị như tốc độ cũng không chậm, bỗng chốc bị nàng vọt vào trong đầu, không có cách nào di động. Kẻ ngoại lai, một tên khác dã nhân đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Giang Tiểu Nô cấp tốc bay tới, kia lục sắc móng vuốt lóng lánh u quang, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng sát ý cùng tức giận, trong tay mộc thương súng hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng Giang Tiểu Nô đâm tới. Giang giật nhìn thấy Giang Tiểu Nô phải dùng móng vuốt đi bắt gậy gỗ, liền thanh quát to Tiểu Nô, đừng tìm cái này gậy gỗ cứng đối cứng, giết hắn. Giang Tiểu Nô nhất nghe Giang giật lời nói, gần như đều không do dự, thân thể lóe lên tránh khỏi gậy gỗ hung hăng chiều chính người ngược chộp tới. Giã nhân tốc độ phản ứng rất nhanh, vung lên gậy gỗ hung hăng đối Giang Tiểu Nô bả vai đập tới, trong mắt đùa cợt nhìn qua hướng bộ ngực hắn chộp tới hai cái lợi chảo. Dã nhân này rõ ràng đối với mình lực phòng ngự quá tự tin, sau một khắc trong mắt của hắn đùa cợt tự biến thành chấn kinh. Suy suy, Giang Tiểu Nô lợi chảo liền bán thần thần thuẫn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ, mà tinh đằng đều là xé rách, dã nhân này phòng ngự là rất cường đại, nhưng nhẹ nhõm bị Giang Tiểu Nô đâm xuyên đi vào, mở ngực mổ bụng. Giang giác, không qua sông Tiểu Nô cũng không chịu nổi, nàng bị gậy gỗ hung hăng đập một cái, một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên thân thể của nàng bị đập bay ra ngoài trong tay nàng còn bắt lấy một cái trái tim máu rầm rề suy suy giang giật cương phong chi nhận đã sớm chuẩn bị xong giờ phút này nhìn thấy giang tiểu nô thụ thương đau lòng vô cùng nổi giận khống chế cương phong chi nhận bắn vào hung hăng đem dã nhân này nội tạng xoắn đến vỡ nát triệt để tử vong tiểu nô hắn chạy như bay ôm lấy giang tiểu nô không bằng hắn quên đi một sự kiện hắn biến thành dã nhân ngoại trừ dưới không tùy ý dùng một khối da thú bao trùm bên ngoài toàn thân đều xích lõa giang tiểu nô lúc đầu đau đến thẳng rơi nước mắt nhưng bị giang giật ôm lấy về sau lập tức ngượng ngùng đến mắt mở không ra bên kia mị như không để cho giang giật thất vọng mị yêu tộc chiến lực có lẽ không ra thế nào tích nhưng lại yêu thuật lại là kinh khủng đến cực điểm mị như rất nhanh theo dã nhân mi tâm bay ra cười nhạt một cái nói chủ nhân những này dã nhân linh hồn cũng tạm được bất quá ta có thể khống chế làm cho gọn gàng vào Giang giật tinh thần đại trấn, vội vàng cấp tiểu nô cho ăn mấy cái thuốc chữa thương, đưa nàng đưa vào huyền thần cung bên trong tĩnh dưỡng, sau đó đối mị như nói ra, khống chế người này đi đem còn lại người từng cái dẫn tới, sau đó toàn bộ khống chế. Cái này hai dã nhân đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ khiến còn lại dã nhân hoài nghi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Giang giật chuẩn bị toàn bộ cầm xuống. Dạng này không đến mức để lộ tin tức, gây nên bộ lạc đại quân vây quét truy sát. Mị như cũng không cần nói chuyện, cùng dã nhân truyền đi một đạo ý niệm, kia dã nhân lập tức hướng nơi xa chạy như điên, giang giật đem trên mặt đất thi thể trực tiếp thu nhập huyền thần cung bên trong, còn cần cử thiên long viêm đem phụ cận hiện trường hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, giang giật cùng mỹ như hai người nhanh chóng tiến lên, ở nửa đường chờ. Ô ô, không có qua quá lâu, nơi xa tựu vang lên một trận dã nhân tiếng quái khiếu, giang giật hướng mỹ như nháy mắt ra dấu, cái sau vội vàng ẩn núp đi, giang giật tựu tùy tiện đứng tại chỗ. Vù vù, hai tên dã nhân nhanh chóng lao tới, Giang giật đứng tại chỗ bất động hít mắt nhìn về phía trước, trước mặt dã nhân quả nhiên là tên kia bị khống chế dã nhân, đằng sau một người thì đầy mắt nghi hoặc, nhất là nhìn thấy Giang giật sau càng một mặt đề phòng. Phía trước dã nhân cho đằng sau dã nhân huyên thuyên nói một trận, Giang giật đại khái nghe rõ ràng, phía trước dã nhân nói Giang giật là một tên lang thang đồng bào, hỏi thăm đằng sau như vậy dã nhân muốn hay không mang về bộ lạc. Mị như, để dã nhân công kích, người thừa cơ khống chế. Giang giật đột nhiên quát khẽ một tiếng, mị như tâm niệm vừa động, bị khống chế dã nhân đột nhiên quay người hướng về sau mặt dã nhân ngực đập tới, mị như thừa cơ vọt ra, thoáng cái chui vào tên kia dã nhân mi tâm. Chuyện kế tiếp cũng quá đơn giản, mị như yêu thuật phóng thích, đem cái này dã nhân cũng ngụy hoặc. Làm xong, mị như theo dã nhân mi tâm bắn ra, ngừng tụ ra bản thể, giang giật rũi ra ngón tay cái tán dương, làm tốt lắm. Đa tạ đại nhân tán dương, mị như ngược lại có chút ngượng ngùng, cho tới nay nàng đều rất sợ giang giật giờ phút này đột nhiên phát hiện giang giật không có đáng sợ như vậy ngược lại vẫn là một cái không tệ chủ nhân mặc dù nàng là bị quản chế tại giang giật khí linh nhưng khí linh chủ nhân là giang giật sở dĩ cuối cùng giang giật mới là chủ nhân của nàng giang giật nhẹ gật đầu đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra mị như ngươi hảo hảo giúp ta làm việc 50 năm sau ta khôi phục ngươi tự do thật mị như thoáng cái kinh hỉ vô cùng từ khi bị khí linh luyện hóa về sau nội tâm của nàng đều vô cùng tinh thần xa suốt cùng thống khổ, tựa như rơi vào địa ngục, đời này triệt để hủy, lại không nghĩ rằng Giang giật đột nhiên đưa cho chính mình một cái như thế lớn kinh hỉ. Ta luôn luôn nói một không hai, Giang giật rất nghiêm túc gật đầu, lập tức khoát tay trận lại nói, làm việc đi. Đa tạ đại nhân, 50 năm ánh sáng đối với yêu tộc thọ nguyên tới nói quá ngắn quá ngắn, mị như trong mắt lập tức một mảnh sáng ngời, tựa như một cái tuyệt vọng người thấy được hy vọng. Nàng làm việc cũng càng thêm có lực, khống chế hai tên dã nhân trở về, tiếp tục dẫn dụ còn lại dã nhân tới khống chế. Cứ như vậy, hao tốn nửa canh giờ Mỹ Như đem hơn 10 người dã nhân toàn bộ đều bị hoặc biến thành hồn nô, Mỹ Như còn ngoài ý muốn phát hiện những cái kia bạch hổ lại đều bị những này dã nhân thuần hóa, khống chế dã nhân bạch hổ cũng đều có thể khống chế. Đại công cáo thành, các loại chờ cuối cùng ba tên dã nhân khống chế về sau, Giang giật thở ra một hơi thật dài, liên thanh cùng Mỹ Như nói ra, người có thể theo bọn hắn trong đầu điều tra tin tức sao nhìn xem Phật đế bọn người đi đâu. Không thể, Mị Như lắc đầu nói, bất quá ta có thể hỏi thăm bọn họ, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch của ta. Hỏi mau hỏi, Giang giật quát khẽ một tiếng, Mị Như dùng ý niệm cùng cái này hơn 10 người dã nhân bắt đầu giao lưu, đám kia dã nhân huyên thuyên nói một đại thông, Giang giật nghe được đầu mấy cái lớn. Hai nén hương sau, Mị Như quay đầu lại nói ra, có tin tức mấy tháng trước hoàn toàn chính xác có một nhóm kẻ ngoại lai tiến vào tử thần đại lục, còn công kích bọn hắn bất tử bộ lạc. Giờ phút này theo bọn hắn nói, đám người kia giống như bị bọn hắn đại lục Thánh Hoàng bắt lấy bọn hắn cũng không phải rất xác định, chỉ là nghe được một chút truyền âm. Thánh Hoàng Phật đế bọn người bị bắt, sang giật nội tâm trầm xuống, cái này đại lục nhân loại như thế cường đại, bọn hắn Thánh Hoàng thực lực đến khủng bố đến mức nào giống như dùng Phật đế đám người thực lực đều bị bắt, bọn hắn làm sao có thể nghĩ cách cứu viện đạt được còn có cái này bí cảnh làm sao ra ngoài giống như ra không được bọn hắn cả một đời vậy chỉ có thể cùng những này dã nhân làm bạn. chương 1218, Bộ Lạc Thánh Hoàng Bộ Lạc phía nam trên vách đá, mấy tên bán thần ngay tại đề phòng, đột nhiên phát hiện phía đông truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, những người kia lập tức kinh hãi, vội vàng lấy ra binh khí, đồng thời nhanh chóng đưa tin. Vù vù, Phật Hoàng bọn người như lâm đại địch băng băng mà tới, toàn bộ võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bên kia tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn, mà lại là đối bên này băng băng mà tới, rất nhanh phía trước trong bụi cỏ một đám bạch hổ hiền lộ ra, bạch hổ bên trên đều có người, liếc nhìn lại nhìn thấy chính là một đám khôi ngô khiến người ta run sợ dã nhân. Công kích, Doãn Hoàng nhìn thấy dã nhân sau bản năng gào thét, Doãn Nhược băng lại hoảng sợ nói là giang giật. Ách, rất hơn nửa thần nhao nhao khóa chặt một đám dã nhân bên trong một cái thân ảnh gầy nhỏ, giang giật giờ phút này ngồi tại một tên dã nhân sau lưng, để giã nhân khống chế chiến hổ sở dĩ mọi người nhất thời không có phát hiện Mị như cũng đứng tại một cái chiến thân hổ bên trên để giã nhân khống chế bôn tẩu làm tốt lắm phật hoàng nhếch miệng cười to xem ra giang giật cùng Mị như khống chế đám này giã nhân doãn hoàng đêm hoàng mấy người cũng đều âm thầm gật đầu giang giật chiêu này hoàn toàn chính xác làm cho gọn gàng vào mặc kệ những này giã nhân chiến lực như thế nào chỉ ít những này chiến hổ tựu rất hung tàn tốc độ như gió nếu như là bọn hắn khẳng định không phải chiến hổ đối thủ làm sao? Phật Hoàng trên mặt mỉm cười rất nhanh ngưng kết xuống tới, bởi vì Giang giật sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Y thiền các loại chờ, Giang giật theo chiến hổ bên trên bay vọt mà xuống về sau. Liên thanh hỏi, Giang giật, đã xảy ra chuyện gì? Giang giật liếc nhìn mọi người một vòng nói, theo những này đám thổ dân phản ứng, lão gia tử bọn hắn có thể bị bắt, bị bọn hắn đại lục thánh hoàng bắt được. Cái gì? Doãn hoàng đêm hoàng hiên hoàng kinh hãi, Phật hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, nói một chút tình huống cụ thể. Giang giật ra hiệu mỹ như giải thích, chính hắn lấy ra huyền thần cung dò xét thoáng cái tiểu nô thương thế, xác định nàng không có đại sự hậu truyền âm để nàng hảo hảo tin tức. Tiểu Hồ Ly biến thành một tiểu nha đầu nhảy vào Giang giật trong ngực, Hiếu kỳ nhìn xem, dã nhân hỏi, đại ca ca, những người này làm sao không mặc quần áo a? À? Ha ha, Giang giật sờ lên hạ nha đầu nhu thuận tóc dài nói, bọn hắn là dã nhân, nơi này rất lạc hậu. Bên kia mỹ như đem đạt được tin tức giải thích một lần, Phật Hoàng trầm tư một lát cùng Mỹ như mở miệng nói ra, để bọn hắn đem tử thần đại lục địa đồ đại khái tranh thoáng cái, còn có nơi này cường giả cảnh giới, quái vật cảnh giới, thánh hoàng vị trí khu vực. Mỹ như nhìn thoáng qua giang giật, cái sau nhẹ gật đầu, Mỹ như lúc này mới cùng dã nhân bắt đầu giao lưu. Dã nhân huyên tuyên nói một đại thông, doãn hoàng bọn người hoàn toàn nghe không hiểu, y thiền lại ngưng thần tĩnh khí nghe một hồi, kinh dị nói ra, nơi này nói lời. Lại là nguyên ngữ chẳng lẽ người nơi này là thượng cổ thời đại di chuyển vào đây cái gì là nguyên ngữ hiền hoàng tò mò hỏi ánh mắt mọi người cũng quét tới y thiền giải thích nói đây là thượng cổ thời đại nhân tộc ngôn ngữ nếu như ta không có đoán sai ta còn có thể viết bọn hắn văn tự nói xong y thiền cầm một cái nhánh cây trên mặt đất hỏa tựa như chữ như gà bới viết một chút cong vẹo chữ lớn mỹ như để một tên giã nhân phân biệt thoáng cái kia giã nhân tựa như gặp quỷ nhìn xem y thiền không ngừng gật đầu biểu thị đây chính là bọn họ văn tự những này là nguyên văn là thượng cổ thời đại kiểu chữ Y thiền cũng không có nửa điểm kiêu ngạo, chỉ là tỉnh táo phân tích nói, thượng cổ thời đại, hắc hải hẳn không có yêu tộc, khi đó yêu tộc làm hại nhân gian, những này nhân tộc hẳn là khi đó sông lầm di chuyển vào đây, một mực không có cùng liên lạc với bên ngoài, sở dĩ giữ vững thượng cổ thời đại văn tự cùng ngôn ngữ. Bọn hắn hẳn là cũng đều không hiểu tu luyện, chỉ là cái này bí cảnh trời sinh nguyên lực dồi dào, nhiều đời diễn hóa, cường hóa thân thể, biến thành dáng vẻ. Lợi hại, Giang giật giơ ngón tay cái lên, Doãn Hoàng bọn người nhao nhao gật đầu thuật lại tán, nữ nhân xinh đẹp bản thân liền là một loại vốn liếng, thay đổi quý chính là y thiền thiên tư kinh người, thông minh trí tuệ, giờ phút này còn thông kim bác cổ, khó trách nàng khí chất đặc biệt, trở thành thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Người khác tán thưởng y thiền không cảm thấy có cái gì, giang giật tán thưởng lại làm cho hắn rất được lợi, sắc mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng cúi đầu. Phật Hoàng vui mừng cười ha ha, bên kia mỹ như tiếp tục cùng dã nhân giao lưu, một cái dã nhân cũng bắt đầu vẽ bản đồ. Y thiền nghiêm túc nhìn một hồi địa đồ, cao mày, ngừng trọng nói ra, cái này tử thần đại lục cũng không tính quá lớn, phải cùng thú nhân đại lục không sai biệt lắm, bản đồ này rất giản lược, bất quá theo trên bản đồ xem, nơi này bộ lạc hẳn là có trên trăm cái, ở giữa là bọn hắn thánh hoàng thành. Nghị như dừng lại giao lưu, gật đầu nói tiếp, không sai, người này nói bọn hắn có 136 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc có mấy vạn người, bọn hắn là cấp thấp nhất dũng sĩ, mặt trên còn có mẽnh sĩ, ở trên nữa còn có đại tù trưởng, đại tù trưởng phía trên là Thánh Hoàng. Theo bọn hắn nói Thánh Hoàng có thể một quyền đem đại tù trưởng thẻ thành thịt nát, là tử thần đại lục vô địch tồn tại. Tê tê, toàn bộ người hít một hơi lãnh khí, tự liền Phật Hoàng đều không cười được, giống như dã nhân này nói là thật, kia Phật đế bọn người tự hoàn toàn chính xác bị bắt, Thánh Hoàng thực lực đã không thể theo lẽ thường tính toán. Đương nhiên, nơi này bộ lạc người trời sinh thần lực phòng ngự kinh người, mọi người sau khi đi vào bị cái này lý kỳ dị không gian áp chế thực lực. Giống như đi ra ngoài, như loại này dã nhân cũng không tính rất lợi hại, chỉ ít phương diện tốc độ bị y thiền đều có thể tùy ý siêu việt, chớ nói chi là Giang Tiểu Nô. Ta có một cái nghi vấn, Giang giật lại nhớ tới một chuyện khác, hắn trầm giọng nói ra, Phật đế đám người kim cương sử, còn có những người còn lại thành danh binh khí cổ khí đều bị chủ sử sau màn đưa cho tử ra lúc nhà hòa thuận mã ra. Lão gia tử bọn người đã bị bắt, binh khí bị đoạt kia rất bình thường, vấn đề là những binh khí kia làm sao lưu lạc đi ra chẳng lẽ chủ sử sau màn chính là chỗ này thánh hoàng hay là nơi này thánh hoàng là chủ sử sau màn nanh vuốt toàn bộ người yên lặng kỳ thật phật hoàng bọn người đã sớm hoài nghi chuyện này chỉ là không dám nói ra mà thôi giờ phút này mọi người nhưng lại không thể không đối mặt sự thật này bất luận như thế nào người nơi này tuyệt đối cùng chủ sử sau màn có quan hệ nếu không phật đế đám người binh khí không có khả năng lưu lạc đi đông hoàng đại lục phật đế là cửu tinh cường giả đông hoàng đại lục một trong mấy người mạnh nhất giờ phút này lại biến thành tù nhân sinh tử chưa biết tất cả mọi người nội tâm nặng nề vô cùng giang giật cùng phật hoàng chiến lược tối cường cũng chỉ có bát tinh phật đế đều không địch lại mọi người làm sao giải cứu các nàng mà lại việc này còn liên lụy phía sau màn hắc thủ đây là một cái hắn chí như yêu bố cục người một người điều khiển thiên hạ tất cả mọi người sở hữu thế lực hắn có thể hay không sớm đã biết rõ giang giật bọn người vào đây một khi hắn bố cục giang giật bọn người chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chớ bi quan như vậy phật đế tâm tính tốt nhất Hắn Miễn cứng cười nói, nói không chừng phía sau màn hắc thủ nanh vuốt chỉ là trong này một đại nhân vật, mà không phải nơi này thánh hoàng. Người bên trong này như thế Lạc Hậu, nói rõ bọn hắn căn bản không cùng bên ngoài tiếp xúc, cũng chống lại thế giới bên ngoài, nếu không sẽ không người người đều không mặc quần áo, chúng ta còn có hy vọng, Phật hoàng nói có đạo lý, nhưng Doãn hoàng bọn người vẫn là một mặt nặng nề, giang giật trầm mặc thời gian một nén nhang, ngẩng đầu nói ra vẫn là ta trước trà trộn vào bộ lạc tìm hiểu một chút tình báo chính xác đi, không có tình báo bất cứ chuyện gì đều không làm được. Không được, y thiền lắc đầu nói, giang giật, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tu luyện, chờ có đầy đủ thực lực lại hành động. Nếu không một khi ngươi bị bắt, chúng ta tổ triệt để không có hy vọng. Ta không chờ được thời gian dài như vậy, giang giật lắc đầu, bên ngoài phía sau màn hắc thủ rất có thể sẽ động thủ. Một khi động thủ ngao lư, tuyết vực thánh hậu cùng hai tòa thành trì người đem sẽ vô cùng nguy hiểm như ở nơi này trên 10 năm thời gian 20 năm, coi như có thể ra ngoài, sợ là tất cả mọi người hóa thành đất vàng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, lạnh giọng nói ra, ta trước học tập thoáng cái dã nhân nói chuyện cùng quen thuộc, tìm hiểu một chút dã nhân tình huống, năm ngày sau lên đường trà trộn vào bộ lạc, quyết định như vậy đi. chương 1219, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung Đến giang giật cảnh giới này cùng linh hồn cường độ, muốn mô phỏng một vài thứ quá đơn giản. Vẹn vẹn hai ngày giang giật liền học được dã nhân lời nói, động tác tập tính cũng ra dáng, không bằng hắn lực lượng cùng tốc độ tranh lệch vẫn là rất lớn, cũng may hắn có thể biến thành một cái tiểu dã người. Cái này mấy ngày thông qua cùng dã nhân giao lưu, giang giật cũng đại khái đem bất tử bộ lạc tình huống cùng tử thần đại lục tư liệu nắm giữ một chút. Có cái này 10 cái dã nhân yểm hộ nên vấn đề không lớn, vấn đề chính là mị như không ở bên người, không cách nào khống chế những này dã nhân. Giống như đi theo trà trộn vào đi, nàng sẽ không huyễn ảnh thần thông, dịch dung rất dễ dàng bị nhận ra. Đại nhân, ta có thể vào trong linh hồn của ngươi cất giấu, dạng này thông qua linh hồn của ngươi có thể khống chế những này dã nhân. Nghị như mang theo một cái đề nghị, Giang giật cảm thấy có thể tiếp nhận, bất quá luôn có một vật tại linh hồn trong thức hải có chút không thoải mái thôi, chỉ là không có những biện pháp khác chỉ có dạng này. Giang tiểu nô nháo muốn đi theo, Giang giật lần này không có bất kỳ cái gì mềm lòng, chỉ đáp ứng Giang tiểu nô cùng tiểu phỉ có thể vào huyền thần cung bên trong. Khi Thiền cùng Doãn Nhược Băng quyết định vào Huyền Thần Cung bên trong tu luyện, hai người cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, muốn tranh lấy mỗi một phần một giây thời gian mạnh lên, Huyền Đế Cung nội thời tiết nguyên khí dị thường nồng đậm, nhưng so sánh đường ra nghìn lần tu luyện mật thất, còn có ba bức huyền diệu thiên hỏa, cơ hội tốt như vậy không tu luyện thật là đáng tiếc. Doãn Nhược Băng cảm mộ một bộ thiên hỏa, kia quả nhiên là một cái trí cao đạo văn, đáng tiếc uy lực cũng không có độ thần trảm như vậy cường đại, vẫn là một cái phòng ngự loại hình đạo văn. Công kích là tốt nhất phòng ngự, đơn thuần có được cường đại phòng ngự, không có cường hoành lực công kích phụ trợ, tổng hợp chiến lực cũng không mạnh mẽ. Phật Hoàng bọn người ngược lại là không nghĩ tới vào huyền thần cung bên trong, một là cảm giác thật mất mặt, mọi chuyện cần nhờ giang giật. Thứ hai là trứng gà không thể thả tại một cái trong rổ, vạn nhất giang giật bị bắt, mọi người cũng tốt nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện A. Mọi người cũng liền tại cái này trên vách đá đóng giữ, chờ đợi giang giật tin tức, doãn ra bán thần tại trong vách núi tìm tới một cái sơn động, coi như ẩn nấp, chỉ cần bất loạn đi hẳn là sẽ không tao ngộ dã nhân. Chư vị, ta đi, các ngươi bảo trọng, sau năm ngày, Giang giật biến thành một cái tiểu dã người, nhìn hơn 10 tuổi. Hắn đem y thiền Giang tiểu nô tiểu phỉ doãn nhược băng thu nhập huyền thần cung, sau đó đem huyền thần cung thu vào cổ thần nguyên giới, lại đem cổ thần nguyên lực giấu vào gia thú trong quần lót, này mới khiến mị như tiến vào linh hồn thức hải, hắn nhảy lên bạch hổ cùng mọi người chắp tay. Trân trọng, Phật Hoàng bọn người phất phất tay, nhìn qua giang giật đi theo một đám dã nhân rời đi, ánh mắt mọi người đều rất là phức tạp, đột nhiên có loại giả cảm giác. Lần này bọn hắn liên hợp lại tìm kiếm mấy gia tộc trưởng, không nghĩ tới trở thành nô lệ, giang giật một cái từng để cho bọn hắn đều phỉ nhổ khinh bị tội đảo gian tế lại cứu được bọn hắn. Giờ phút này không có giang giật bọn hắn nửa bước khó đi, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác hơi có chút đánh bại, giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Giang giật đi theo một đám dã nhân phi nhanh mà quay về, bọn hắn còn cố ý đi đem những cái kia hắc báo thi thể lấy trở về, cùng một chỗ mang theo trở về bộ lạc, một cái khác bị giết dã nhân thi thể giang giật cũng cho dã nhân, để bọn hắn mang về, dạng này sẽ không khiến cho người hoài nghi. Khoảng cách bộ lạc càng ngày càng gần, giang giật nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, mặc dù trước đó dã nhân nói qua giang giật đi theo trà trộn vào bộ lạc vấn đề không lớn, chỉ nói là ở bên ngoài nhặt về đứa trẻ lang thang. Nhưng Giang Giật vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì bộ lạc này bên trong có mấy vạn cái dũng sĩ, còn có hơn 100 cái mãnh sĩ, ngoài ra còn có thực lực mạnh hơn đại tù trường. Những này dũng sĩ cứ như vậy lợi hại, mãnh sĩ lực lượng phòng ngự cùng tốc độ sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ đại tù trưởng sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ giang giật căn bản là không có cách tưởng tượng, giờ phút này chỉ có thể giả bộ làm nơm nớp lo sợ đi theo tiến vào bộ lạc. Mở cửa, cái này đội thủ lĩnh dã nhân tại cửa gỗ bên ngoài giống to, giang giật triệt để nắm giữ tiếng nói của bọn họ, tùy ý có thể nghe hiểu, cửa gỗ bên trên có mấy chục tên thủ vệ, nhìn lướt qua vung tay lên, đen nhánh nặng nề cửa gỗ từ từ mở ra. Đi, thủ lĩnh dã nhân vung tay lên, xuất lĩnh mọi người tiến vào bộ lạc, giang giật biểu lộ có chút kinh hoàng sợ hãi, vụng trộm lặng yên đánh giá bốn phía tình huống. Nơi này quả nhiên phi thường lạc hậu, khắp nơi đều là thổ lâu đài, căn bản không có một gian ra dáng lầu các tòa thành, trên đường cũng có rất nhiều người, tò mò nhìn giang giật. Cái này đội dã nhân tựa hồ ở trong bộ lạc lẫn vào còn có thể, một đường chạy vội cũng không có người hỏi thăm cùng chặn đường, Giang giật đi theo đám bọn hắn tiến vào phía đông bắc một cái góc thổ lâu đài quần. Hô hô, bộ lạc này hẳn là cũng chia làm rất nhiều tông tộc, kể bên này rõ ràng là một cái tông tộc, thấy mọi người trở về rất nhiều dã nhân băng băng mà tới, cùng dã nhân nói chuyện, hỗ trợ gỡ hạ hắc báo, còn có rất nhiều người hiếu kỳ hỏi thăm giang giật sự tình. Bọn dã nhân đều bị mị như khống chế, sớm ra lệnh, hết thảy đều diễn luyện tốt. Những cái kia dã nhân dựa theo trước đó đã nói xong tình huống giải thích một trận, nói ở bên ngoài đi săn nhặt được một đứa bé mang theo trở về, lần này săn giết giã thú gặp cường đại hắc báo vương, một cái tộc nhân bị giết, bọn hắn tự trước thời gian trở về. Một chút nữ tử lập tức khóc suốt mướt, còn có mấy tên trung niên nữ tử đồng tình hướng giang giật đi tới, một cái kéo qua giang giật, đem hắn kéo nhỏ giọng an ủi. Giang giật mặt ngoài sợ hãi, nội tâm chỉ muốn chửi thề, bởi vì nơi này nữ tử thân trên cũng gần như xích lóa, chỉ là dùng ra thú tùy ý bao hết thoáng cái, hai cái đống cắt có một nửa rủ xuống ở bên ngoài, những nữ nhân này vừa già lại xấu, làn da còn đen hơn hoàng hắc hoàng. Trọng yếu nhất chính là nơi này nữ tử tựa hồ không thích tắm rửa, thân thể có cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi vị khác thường, giang giật không dám phản kháng, bị một tên lão phụ nữ ôm vào trong ngực, đầu giáp tại đống cắt ở giữa, kém chút bị ngạt chết. Giang giật bị mấy người phụ nữ mang theo trở về một gian thổ lâu đài, một đám phụ nữ mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Hỏi Giang giật là cái gì bộ lạc, vì sao ở bên ngoài lang thang loại hình. Giang giật đầu mấy cái đại, ấp úng tùy ý ứng phó một phen, cuối cùng dứt khoát trầm mặc đáp lại. Thổ lâu đài bên trong phi thường đơn sơ, căn bản không có bất luận cái gì đồ sắt, chỉ có một ít thạch khí, Giang giật chính như cả trứng lúc thủ lĩnh dã nhân vào đây, vất vất tay để một đám phụ nữ đi ra ngoài, hắn lúc này mới mang theo cung kính nói ra, đại nhân, ngài về sau tự ở đi, mỗi ngày ta tự mình cho ngươi đưa đồ ăn. Ngươi nói chuyện đừng như vậy khách khí. Giang giật vội vàng hạ giọng nói ra, liền đem ta làm một cái lưu lượng nhi đối đãi, còn có đừng để đám kia phụ nữ đến quấy giày ta. Người đi dò xét thoáng cái tình báo, nhìn xem có hay không có cơ hội đi thánh hoàng thành. Tại bộ lạc này ở không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Giang giật ở trong bộ lạc liếc mấy cái minh bạch một chút đạo lý, đám này cấp thấp dã nhân căn bản không có tư cách biết rõ thánh hoàng thành tình huống, đều là một chút tin đồn truyền ngôn. Muốn đạt được Phật đế đám người tình báo chính xác, chỉ có đi thánh hoàng thành. Giang giật giờ phút này ngược lại là có chút yên lòng, đã hắn có thể thành công trà trộn vào bộ lạc, kia trà trộn vào thánh hồn thành cũng không có vấn đề quá lớn. Mấu chốt là thời cơ thích hợp, giống như độc thân mạo muội đi thánh hoàng thành khẳng định hội nguy hiểm, dễ dàng bại lộ, sở dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi. Thủ lĩnh dã nhân đi ra, dã nhân này tại trong tộc đoán chừng uy vọng còn có thể, lần này không có lão phụ nữ vào đây phiền hắn. Hắn tại thổ lâu đài bên trong buồn bực ngán ngẩm ngồi mấy canh giờ, cửa ra vào ra màn đột nhiên bị sốc lên, vào đây một cái coi như tuổi trẻ tuấn tú thiếu phụ, thiếu phụ này bưng một bát canh nóng, bên trong còn có mấy khối thịt thú vật, con mắt rất hỏa cay tại giang giật trên thân đảo qua. Sau đó thế mà thằng tắp nhìn chằm chằm giang giật dưới hông, đầy mắt hưng phấn cùng đói khát, thấy giang giật hổ khu chấn động. Cô gái này dã nhân sẽ không muốn mạnh lên hắn a à hắn vẫn là một đứa bé a. À. Cắt cắt chương 1220, cầm giữ không được. Tiểu nha tử, người xem người thêm gầy a, à, nhanh ăn nhiều một chút thịt, hảo hảo bồi bổ những năm này ở bên ngoài chịu khổ a à. thiếu phụ bưng chén lớn đi tới một cái tay trực tiếp tại giang giật trên lồng ngực sờ soạng một cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tiểu nha tử da của ngươi chân quan trơn chưa tinh tế tỉ mỉ tuổi trẻ liền là tốt quả nhiên giang giật có chút bó tay rồi tránh cũng không phải không tránh cũng không phải thân phận của hắn là một cái đứa trẻ lang thang giống như biểu hiện quá kịch liệt vậy sẽ bị người hoài nghi tiểu nha tử uống nhanh chút canh uống ngươi liền có thể cường tráng đi lên thiếu phụ ngồi tại giang giật bên người, bưng lên chén lớn tự mình cho giang giật uy. Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể uống một cái, tại canh kia vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác một trận lửa nóng, một cỗ năng lượng cường đại hướng thân thể bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, hắn cảm giác cơ bắp xương cốt rõ ràng đang trở nên cường đại. Đây là vật gì thế mà so đỉnh cấp linh dược còn muốn cường đại? Giang giật hổ khu chấn động, hắn còn phát hiện một cái rất kinh dị sự tình, cái này thang dự đoán có thể tráng dương, hắn rõ ràng cảm giác một cỗ tà khí bay thẳng dưới hông, tháng hai hai, long sĩ đầu. Tiểu nha tử, uống nhiều một chút, dạng này ngươi mới có thể trở nên cường tráng hơn. Thiếu phụ một cái tay ôm giang giật bả vai, một cái tay bưng chén lớn cưỡng ép rót thang, giang giật nhất thời không dám phản kháng, bị rót vào hơn phân nửa bát, từng đạo năng lượng tiếp tục tràn vào trong thân thể, phía dưới phản ứng lớn hơn. Thiếu phụ nhưng như cũng không có coi như thôi, đem toàn bộ thang dự đoán cho giang giật rót xuống dưới lúc này mới buông xuống bát, mỉm cười nói tiểu nha tử dễ uống a à, có phải hay không cảm giác thân thể thoáng cái trở nên mạnh mẽ hơn không ít đây chính là thánh cốt thang người bình thường người quát không đến đấy giang giật phía dưới lên một cái lều nhỏ rất là lúng túng cười khổ nói ra quá bổ hi hi thiếu phụ lắc lắc eo rắn đem chén lớn buông xuống quay đầu nhìn chằm chằm giang giật mặt nói có phải hay không cảm giác toàn thân khô nóng tiểu nha tử để tỉ tỉ giúp ngươi xả bớt lửa nói thiếu phụ bắt lấy giang giật tay hướng chính mình hai ngọn núi nhấn tới một cái tay khác âm thầm vào giang giật ra gia thú trong quần lót, mặt bu lại, đầu lưỡi tại giang giật trên mặt hôn một cái, hi hi cười nói tiểu nha tử, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi rất thoải mái nha. Ngoá, giang giật rốt cục không cách nào bình tĩnh, thiếu phụ này quả nhiên là cái, hay là người nơi này vốn là cuồng dã không bị cản trở, tùy ý có thể hoan hảo, thiếu phụ nói rõ muốn đùa bỡn thân thể của hắn. Giang giật cũng không phải người tùy tiện như vậy, thân ở hiểm địa sao có thể làm loạn mà lại thiếu phụ này tư sắc mặc dù cũng tạm được, nhưng hắn cũng không phải bụng đói ăn quàng người lập tức đối linh hồn trong thức hải mị như truyền đi một đạo ý niệm mị như đem cái này đáng phụ cầm xuống suy suy giang giật mi tâm một đạo hắc khí bắn ra bắn vào tại giang giật trên cổ loạn gạm thiếu phụ mi tâm mị như xuất thủ sự tình tựu đơn giản thiếu phụ này thoáng cái tựu bị khống chế biến thành nô lệ ầm um, các loại trợ mị như từ thiếu phụ mi tâm ra tiến vào linh hồn của mình trong thức hải giang giật một bàn tay đem thiếu phụ quét bay lúc này mới xoa xoa trên cổ nước bọt nhíu nhíu mày cùng Mỹ Như đưa tin nói, thông qua ý niệm khống chế thiếu phụ này ra ngoài, đem dã nhân thủ lĩnh mang vào. Mỹ Như khống chế thiếu phụ nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh kia thủ lĩnh dã nhân đi đến, giang giật thoáng cái tựu nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, không phải cùng ngươi nói, đừng cho những nữ nhân này đi vào sao. Đại nhân, thủ lĩnh dã nhân danh tự rất cổ quái, gọi suy dã hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn qua giang giật nói, đây là chúng ta nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, thổi ly, nàng phải vào đến ta căn bản ngăn không được a à, đại nhân các ngươi đem thổi ly cũng khống chế a à. giang giật trợn trắng mắt có chút im lặng nhìn lướt qua thổi ly nói các ngươi nơi này nữ tử đều như vậy phóng đáng phóng đáng suy giã nghi ngờ nháy nháy mắt có chút không rõ giang giật nhếch miệng giải thích nói chính là tùy ý có thể cùng người cái kia cái kia nha suy giã bừng tỉnh đại ngộ cười hắc hắc giải thích nói đại nhân có thể đối với chúng ta bộ lạc không hiểu rõ chúng ta nơi này nam nữ chỉ cần nhìn chúng tùy ý có thể cái kia cái kia, hắc hắc. Nàng nam nhân mặc kệ, Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, suy giã giải thả một trận, hắn lúc này mới hiểu rõ, đối với cái này tử thần đại lục phong tục lại là càng bó tay rồi. Nơi này người bình thường căn bản không có kết hôn nói chuyện, sinh hoạt phi thường phóng túng loạn, nam nữ chỉ cần xem vừa ý, tùy ý có thể hắc hưu, chỉ có tộc quần tù trưởng cùng bộ lạc đại nhân vật mới có thể chuyên môn nuôi nhốt nữ nhân, suy giã nhất tộc tộc trưởng tự có mười mấy cái nữ nhân, trên trăm đứa bé. Còn như còn lại nữ nhân, cùng trong bộ lạc nam tử đều tùy ý hắc hưu, sinh ra tới hài tử mọi người cùng nhau dưỡng, bình thường nam nhân ra ngoài đi săn, nữ nhân ngay tại gia mang hài tử. Cho giang giật quát thang đích thật là đồ tốt, là một loại chân quý giã thú cốt nhục, có thể thư dương cường tráng thể, nơi này giã nhân sở dĩ có được như thế lực lượng cường đại cùng tốc độ lực phòng ngự, liền là từ nhỏ ăn bên ngoài giã thú cốt nhục lớn lên duyên cớ. Tốt, các ngươi đi xuống đi, tiếp tục tìm hiểu tình báo, có cơ hội đi thánh hoàng thành lập tức báo cáo mặt khác làm nhiều có chút lớn bổ đồ vật đến ăn một chút giang giật phất phất tay để suy giã cùng thổi ly xuống dưới sau nửa canh giờ suy giã lại bưng một chén canh vào đây giang giật uống sau lại lần cảm giác thân thể lần nữa cường đại một chút cái này một chén canh đều có thể so phía ngoài đỉnh cấp đan dược cứ như vậy giang giật tại không chết trong bộ lạc ở một bên tìm tòi trong bộ lạc tình huống một bên ăn uống thả cửa cường tráng thân thể dạng này đi Thánh Hoàng Thành càng thêm sẽ không lộ tẩy, đồng thời chờ đợi thời cơ đi Thánh Hoàng Thành. Qua 7-8 ngày, hắn còn đi theo suy giã bọn người ra ngoài đi săn một phen, bí mật gặp Phật Hoàng bọn người một mặt, đem tình huống nói một trận, nói cho bọn hắn chính mình chuẩn bị trà trộn vào Thánh Hoàng Thành, để bọn hắn an tâm chờ đợi. Nửa tháng sau, rốt cục có tin tức, nghe nói Thánh Hoàng Thành có một vị thế tự một tháng sau muốn tới tuần tra bất tử bộ lạc. Đến lúc đó bộ lạc bên này khẳng định sẽ phái người đi nghênh đón cùng hộ tống bọn hắn trở về suy giã là bọn hắn nhất tộc nhất cường đại dũng sĩ, hắn nói tranh thủ cầm xuống hộ tống danh ngạch, đến lúc đó có thể mang theo giang giật cùng đi thánh hoàng thành. Giang giật thời khắc này thân phận liền là suy giã nhận dưỡng nhi tử, suy giã mang theo con của mình tới kiến thức thoáng cái, cái này sẽ không để người chú ý. Giang giật nhận được tin tức sau tinh thần đại chấn, suy giã tại bất tử bộ là cũng coi như có chút danh tiếng dũng sĩ, thân phận tuyệt đối sẽ không gây nên người hoài nghi, hắn có thể danh chính ngôn thuận thánh hoàng thành. Một tháng thời gian, Giang giật bắt đầu liều mạng ăn uống, để thân thể trở nên cường đại. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng lực lượng tốc độ phòng ngự cùng suy giã bọn người so vẫn là chênh lệch rất xa, thân thể nếu có thể tăng lên một chút, không chỉ có càng không dễ dàng lộ vùi lấp, mà lại sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Sương thang là đồ tốt, vấn đề là thứ này quá tráng dương, giang giật trong khoảng thời gian này mỗi ngày nâng lên liều nhỏ, cứng rắn rất là khó chịu, nhìn xem thổi ly đều có chút ngon ngoe muốn động. Hắn lại không dám lấy ra huyền thần cung ra vào, sợ huyền thần cung cấm chế ba động gây nên trong bộ lạc đại tù trưởng chú ý, chỉ có thể kìm nén. Uống hay không, nhìn qua trên bàn thổi ly đưa tới một chén lớn thánh cốt thang, Giang giật lại nhìn xem chính mình cứng đến nỗi cùng thiết trụy đồ vật, nội tâm thật sâu hoài nghi, dạng này tiếp tục uống xuống dưới có thể hay không cầm giữ không được. chương 1221, Tế Tự, Giang giật tại không chết trong bộ lạc kìm nén đến khó chịu, bình tĩnh đông hoàng đại lục gần nhất có chút không bình tĩnh, thần bí phía sau màn hắc thủ xuất thủ lần nữa. Lần này xảy ra chuyện chính là tội hải phía bắc 10 cái đại lục, kia 10 cái đại lục đột nhiên bạo phát đại chiến, mười mấy cỗ thế lực chia làm ba cái quân đoàn lẫn nhau công kích, còn loạn giết bình dân, chờ tin tức truyền đến Đông Hoàng đại lục lúc, bên kia người đã chết đã hơn trăm triệu. Dĩ vãng Tây Bắc sự tình một mực là y ra xử lý, nhưng Phật đế Phật Hoàng mất tích, y ra bị 36 gia tộc liên thủ trọng thương, sở dĩ chiến đế chỉ có thể lập tức đưa tin cho bác đế kiếm đế thú đế đường thần cơ bọn người thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định mấy nhà liên thủ phái người đi chấn áp loạn chiến. Gần nhất chết người đã nhiều lắm, không thể lại loạn đi xuống, mấy nhà cũng nghĩ kiểm chứng thoáng cái, lần này là không phải ngao lư ở sau lưng dở cho quỷ nếu như là mọi người chuẩn bị tìm giang giật ra, để hắn thực hiện lời hứa tự mình đánh tới vô tận biển sâu. Kết quả, hơn 10 người bán thần đi một lần kia mười mấy khối tiểu đại lục, lại đi một lần không còn trở về, toàn bộ chiến tử tại phong hỏa đại lục ở bên trên. Việc này dẫn tới chiến đế bắc đế bọn người kinh hãi, bọn hắn thường nghị một phen cuối cùng quyết định tự mình dẫn người đi một chuyến, giống như xác định là ngao lưu dở cho quỷ, bọn hắn sẽ liên thủ lần nữa triệu tập đại quân huyết tẩy vô tận biển sâu. Lần này chiến đế bắc đế bọn hắn điều tập rất nhiều người, ngoại trừ chấn giữ cường giả bên ngoài, bán thần gần như đều mang tới, hơn nữa còn điều tập mấy vạn thiên quân cường giả tối đỉnh, trùng trùng điệp điệp truyền thống đi doãn đế thành, tiếp lấy suốt hải hướng mặt đông bắc 10 cái đại lục bay đi. Tin tức truyền ra, đông hoàng đại lục chấn động, Đại lục con dân coi là lần này đại lục lại phải có lớn chiến sự phát sinh, lần trước đại chiến tựu chết đi gần 2.000 vạn cường giả, như lại cùng vô tận biển sâu đại chiến một lần, đoán chừng nhân tộc cường giả đều muốn vẫn lạc bảy tám phần, đây đối với đại lục tới nói đã là một trận hạo kiếp. Hơn nữa còn có giang giật cái kia nghịch tặc, vạn nhất việc này là giang giật cùng ngao lư liên thủ làm đây này đông hoàng đại lục con dân đều có chút lo lắng lần này chiến đế bắc đế đám người an toàn. Huyền thần cung gia hạo kiếp hiện, nhân tộc diệt. Huyền đế tiên đoán đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, rất nhiều người thậm chí bắt đầu truyền rằng giật liền là dẫn đến hạo kiếp thủ phạt. Nếu không vì sao huyền thần cung vừa hiện, hạo kiếp sẽ xuất hiện nhân tộc liền sẽ diệt phong. Ngay tại cái này lời đồn bay đầy trời, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Giang giật tại không chết trong bộ lạc cư ngụ dòng giã một tháng nửa giờ ở giữa, thánh hoàng thành sứ giả tế tự đại nhân rốt cuộc đã đến, tại bộ lạc ở lại ba ngày quần tra một phen, sẽ lên đường hồi trở lại Thánh Hoàng Thành. Đạt được danh ngạch, suy giã trở về báo cáo về sau, Giang giật thân thể thình lình đứng lên, đầy mắt cuồng hỉ. Chỉ cần có thể tiến vào Thánh Hoàng Thành, hắn liền có thể vụng trộm tiềm hành lưu lại, chậm rãi dò xét tình báo, tìm kiếm Phật đế đám người hạ lạc, xác định sinh tử của bọn hắn. Giống như Phật đế bọn người chết rồi, Giang giật không có bất cứ chút do dự nào, lập tức nghĩ biện pháp truyền tống ra ngoài, sở dĩ bất luận như thế nào cái này thánh hoàng thành là nhất định phải đi một chuyến. Suy giá bị bất tử bộ lạc đại tù trưởng bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, đến lúc đó hội dẫn đầu bọn hắn tộc quần 100 tên dũng sĩ tham dự công tác hộ vệ, giang giật nhẹ nhóm có thể đi theo trà trộn vào đi. Tế tự đến bất tử bộ lạc về sau, một mực tại đại tù trưởng thổ lâu đài bên trong ở, giang giật cũng không dám đi ra ngoài, ngay tại thổ lâu đài bên trong các loại chờ tin tức. Một tháng qua, hắn mỗi ngày ăn canh ăn thịt, thân thể ít nhất cường đại gấp 5 lần không ngừng, tốc độ cũng sắp gấp 5 lần, miễn cứng có thể đạt tới suy giã đám người tốc độ, lực phòng ngự vậy mà không biết, bởi vì không có thí nghiệm qua. Đại nhân, có thể lên đường, ba ngày sau, suy giã vén rèm mà tiến, Giang giật liền vội vàng đứng lên đi theo suy giã đi ra ngoài, đơn độc cưới một cái chiến hổ đi theo suy giã sau lưng. Trong tộc đi 100 người, trong đó bị mị như khống chế mười mấy người đều ở bên trong. Đi, suy giã trong tay một thương súng phung lên, quát khẽ một tiếng mang theo trăm người nhanh chóng hướng phương Nam Đại Môn chạy đi, chờ đi ra bộ lạc giang giật phát hiện bên ngoài sớm có gần ngàn người chờ, đều cưỡi chiến hổ, khí thế bừng bừng, được không uy vũ. Cái này một trăm người tại suy giã dẫn đầu dưới đây trận ở một bên chờ, giang giật nhìn rất trẻ trung, hình thể cũng không tính cường tráng, hấp dẫn một chút dã nhân ánh mắt. Bất quá ngược lại là không ai nói cái gì, còn lại trong phương trận cũng có người tuổi trẻ, trong tộc hậu bối đi cùng mở mang kiến thức một chút cũng bình thường. Giang giật trầm mặc đứng tại suy giã đằng sau, hiếu kỳ cùng đợi. Tế tự là thánh hoàng thành sứ giả, địa vị tại bất tử bộ lạc đại tù trưởng phía trên, hẳn là thực lực rất khủng bố a. À. Cộc cộc cộc, một nén nhang về sau, một đội chiến hổ lao nhanh mà đến, rõ ràng tại phía trước mở đường. Giang giật lập tức xuyên thấu qua phía trước quân đội hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ là một lát một cái to lớn hỏa hồng sư hổ ra giang giật trong tầm mắt, sư hổ bên trên có một người bị một đám dã nhân vây vào giữa, hẳn là cái kia tế tự không sai. Giang giật ánh mắt nhìn đến cái này tế tự lần đầu tiên, thân thể lập tức run lên, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn ở suy giã sau lưng, cúi đầu xuống không còn dám nhìn. Bởi vì cái này tế tự là nữ tử, một cái cô gái xinh đẹp, một người mặc màu trắng tơ lụa váy dài xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Cái này từ thần đại lục phi thường lạc hậu nguyên thủy, đồ sắt đều không có, càng sẽ không dệt vải, sở dĩ toàn bộ người đều mặc da thú. Thổi ly là suy giã nhất tộc tộc trưởng nữ nhi đồng dạng mặc da thú, cái này tế tự lại mặc tinh xảo tơ lụa váy dài. Trọng yếu nhất chính là nữ tử này màu da, trong bộ lạc người màu da đều lệch hoàng, mang theo màu đồng cổ quang trạch, nhưng như thế thế tự màu da lại rõ ràng như tuyết, trơn nhẵn như ngọc, nhìn tựa như đông hoàng đại lục một tên đỉnh cấp đại gia tộc thiên kim tiểu thư. Cái này quá khác thường, quá quỷ dị, sở dĩ giang giật lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tự suy đoán nàng có vấn đề lớn, nên hệ phía sau màn hắc thủ đem Phật đế bọn người binh khí đưa cho tử gia sự tình cái này nữ tử áo trắng thân phận vô cùng sống động, nàng rất có thể liền là phía sau màn hắc thủ người. Phiền toái, đoán ra thân phận của người này, giang giật không chỉ có không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại nội tâm càng thêm nặng nề. Tế tự là thánh hoàng thành sứ giả, điều này nói rõ nàng tại thánh hoàng thành địa vị phi thường cao, nói rõ nơi này thánh hoàng rất có thể liền là phía sau màn hắc thủ người. Đi, tế tự đội ngũ đã xuất phát, đại bộ đội chậm rãi đuổi theo, phân tán tại bốn phía hộ vệ, suy giã quát khẽ một tiếng đem giang giật rốt cục giật mình tỉnh lại ánh mắt hướng phía trước nhìn lại lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia xếp bằng ở to lớn sư hổ trên lưng nữ tử bóng lưng hắn chỉ có trầm mặc đuổi theo một bên tiến lên một bên nghĩ biện pháp nơi này khoảng cách thánh hoàng thành rất xa muốn đến trong thành ít nhất phải nửa tháng đại quân hành quân tốc độ cũng không vui suy giã cái này trăm người là đoạn hậu phụ trách đề phòng tuần tra đằng sau mười dặm tình huống dự phòng giã thú tập kích bất tử bộ lạc xuất động hơn một ngàn tên dũng sĩ còn có hơn 10 tên mãnh sĩ, cái này tế tự bản thân mang theo 200 người, lực lượng hộ vệ phi thường cường đại, giang giật bọn người đi theo đi về phía trước một ngày, gần như không có phát hiện có bất kỳ dã thú tập kích. Một ngày thời gian, giang giật nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng hắn cuối cùng phát hiện căn bản không có biện pháp gì, tế tự thực lực theo suy giã nói cùng bộ lạc đại tù trưởng bất phân cao thấp, nhẹ nhóm có thể giết bọn họ loại này dũng sĩ mấy ngàn người, mà lại phụ cận hơn một ngàn dũng sĩ, coi như giang giật mang suy giã bọn người tập kích, khẳng định cũng bắt không được cái này tế tự. Lui một vạn bước nói, coi như có thể cầm xuống cái này tế tự lại như thế nào ai biết thánh hoàng thành bên trong có bao nhiêu tế tự vạn nhất kinh động thánh hoàng, tự mình xuất thủ đuổi giết hắn, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng chỉ có một con đường chết. Phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai ai có năng lượng lớn như vậy mà ngay cả tử thần mật hải đều có thể khống chế. Nhìn qua nơi xa cái kia đạo yểu điệu bóng lưng, giang giật đôi mắt càng ngày càng lạnh, nội tâm cũng càng ngày càng kinh nghi, hắn thở ra một hơi thật dài, trầm giọng lẩm bẩm nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp cầm xuống nàng, nếu có thể bất động thanh sắc để mị như thu phục nàng, cục diện liền có thể trong nháy mắt nghịch chuyển. Chương 1222, gió lớn nổi lên. Mị như yêu thuật rất khủng bố, giống như công kích linh hồn không phải siêu cấp cường đại người, là căn bản không có cách nào chống cự nàng yêu thuật. Nàng tiến vào địch nhân trong đầu về sau, có thể không ngừng phóng thích độc vụ xâm nhập linh hồn, mà người này nếu không có cường đại công kích linh hồn, là căn bản không trấn áp được mị như. Dã nhân lực phòng ngự khủng bố như thế, đồ thần chảm đoán chừng đều chỉ có thể làm cho bọn hắn thụ thương, bất quá dã nhân linh hồn phòng ngự cũng rất yếu, ngụy như nhẹ nhóm tự khống chế 10 cái dã nhân, giống như cái này tế tự cùng dã nhân linh hồn không sai biệt lắm lời nói, đem rất dễ dàng khống chế. Vấn đề, cái này tế tự cùng dã nhân chênh lệch rất nhiều, sở dĩ giang giật không dám loạn động, chuẩn bị một đường quan sát, giống như có cơ hội tự quả quyết xuất thủ, giống như không có có cơ hội chỉ có đi thánh hoàng thành lại nói. Nếu không một khi kinh động đến bộ lạc đại nhân vật, mọi người tại cái này bí cảnh bên trong căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể chờ đợi chết. Đáng tiếc đi về phía trước mấy ngày thời gian, còn xuyên qua ba khu núi hoang, trên đường tao ngộ mười mấy đàn giã thú tập kích, nhưng căn bản không tới phiên suy giã giang giật bọn người động thủ, trước mặt bộ lạc dũng sĩ tự nhẹ nhóm đánh chết. Đại quân phương trận chưa bao giờ loạn qua, giang giật căn bản không có, có cơ hội tiếp cận tên kia xinh đẹp tế tự. Cái này tế tự bên người có 200 người, Thời khắc thủ hộ tại bên người nàng, trên tay đều cầm một thương súng, giang giật nếu là dám tới gần không nói bị một thương, súng, đâm chết, sợ là bị 200 người sống thẻ, cũng sẽ nện đến nội tảng vỡ vụn. Nếu không muốn biện pháp đem này một ngàn nhiều người phân biệt để mị như khống chế. Giang giật cưới tại chiến hổ bên trên, ánh mắt tại từng bầy trên thân người đảo qua, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, cái này tế tự thực lực không rõ, một cái không tốt dễ dàng đánh cỏ động rắn, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. 5 ngày, 8 ngày đại bộ đội đã đi một nửa lộ trình trên đường vẫn là không có tao ngộ bất luận cái gì cường đại tập kích phương trận một mực không có loạn qua giang giật đều nghĩ từ bỏ thứ cửu thiên tình huống nghịch chuyển mọi người đến một tòa đại sơn phía dưới phía trước chuyển đến mệnh lệnh nguyên địa đề phòng tin tức nói đi ngang qua cái này đại sơn sẽ rất nguy hiểm để mọi người dưỡng tinh tụ lực ba ngày chỉ cần xuyên qua cái này đại sơn về sau một đường liền có thể bình an đến thánh hoàng thành giang giật nhận được tin tức sau lập tức đại hỉ đối với hắn mà nói là càng nguy hiểm càng tốt, tốt nhất để cái này tế tự cũng xuất thủ hoặc là thụ thương, dạng này hắn mới có thể có cơ hội tới gần, cầm xuống tế tự. Cái này đại sơn có cái gì nguy hiểm, suy dã để mấy chục người đề phòng, những người còn lại thay phiên nghỉ ngơi, giang giật nắm lấy cơ hội hỏi thăm suy dã Chỉ là suy dã căn bản không có tới qua nơi này, hỏi gì cũng không biết, giang giật chỉ có thể buồn buồn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chờ đợi ba ngày sau đại bộ đội lên đường. Giang giật tại đi thánh hoàng thành trên đường, bên ngoài lại phát sinh một hiện đại sự kinh thiên động địa đầu tiên là có tin tức theo phong hỏa đại lục bên kia ra nói chiến đế bắc đế đám người đại quân đoàn gặp tập kích để các gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời làm tốt triệu tập đại quân khai chiến chuẩn bị tin tức truyền ra đại lục một mảnh xôn xao dám tập kích bắc đế chiến đế đám người chỉ có ngao lư cùng giang giật rất nhiều đông hoàng đại lục con em lòng đầy căm phẫn nhao nhao hô hào muốn xuất chiến huyết tẩy vô tận biển sâu càng nhiều người cùng gia tộc lại phi thường lo lắng sở cuối cùng liên quân chiến bại, đến lúc đó sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay tại ba ngày trước, một cái càng rung động tin tức chuyển đến, làm cho cả Đông Hoàng Đại Lục sôi trào. Chiến đế Bắc đế đại quân tại phong hỏa đại lục chỗ Long Sơn tao ngộ cường giả bí ẩn phục kích, chiến đế bị điệu hổ ly sơn, chờ mọi người tìm tới hắn lúc lại phát hiện chiến đế đã vẫn lạc tại chỗ Long Sơn phía đông địa Long Hồ bên trong, chiến đế thi thể bảo toàn hoàn chỉnh căn bản không thể nào là ngụy tạo. Chiến đế chết, tin tức như hoa tuyết truyền khắp toàn bộ đại lục, tiếp lấy truyền khắp thiên tinh giới, trong lúc nhất thời sở hữu nhân tộc chấn động, vô số người sợ hãi như ngày tận thế tới, tựa hồ trời sập. Phật đế năm đó mất tích, còn có hắn kim cương sử xuất hiện, việc này kỳ thật cũng không có trắng trợn truyền ra, coi như bí mật lưu truyền, rất nhiều người cũng là không tin tưởng Phật đế vẫn lạc. Nhưng lần này lại không phải tin đồn, mà là thiên chân vạn sắc sự tình, đường thần cơ đám người đã sớm một bước rút lui trở về, bọn hắn liền mang theo chiến đế thi thể. Chiến hoàng ngất đi tại chỗ, huyền đế thành nội một mảnh lụa trắng miếng vải đen chiến gia con em toàn bộ bi vẫn không hiểu rất nhiều chiến gia công tử trẻ tuổi như phát điên xông ra huyền đế thành đối dãy núi điên cuồng công kích ngửa mặt lên trời gào lên đau xót thiên địa rúng động rất nhiều chiến gia bí mật khống chế gia tộc cũng toàn bộ đã phủ lên lụa trắng còn có cửu đế gia tộc ngoài cửa lớn toàn bộ đều đã phủ lên lụa trắng chuyện tính chân thực đã không cần nghi ngờ tin tức đã truyền khắp đại lục ba ngày nhưng rất nhiều người hay là không dám tin chiến đế làm sao có thể chết cái này như thần để cường giả, ai có thể giết chết hắn chiến đế liền là đại lục thiên, tương đương với trời sập. Tội đào một trận chiến, để bác đế cùng chiến đế kiếm đế thú đế bọn người thanh danh đại trấn, trở thành đại lục thủ hộ thần, anh hùng, vô hạn bị thần hóa. Thần chết rồi, bị người giết, tại liên tưởng đến huyền đế hạo kiếp tiên đoán, tất cả mọi người cảm giác vùng trời này đột nhiên trở nên hắc ám mấy phần. Tựa hồ rất nhanh thiên tinh giới liền sẽ hủy diệt, sở hữu nhân tộc liền sẽ diệt phong đại lục tam đại trí cường giả, bắc đế chiến đế Phật đế. Phật đế cùng giả hậu doãn đế hiên đế đã mất tích lâu như vậy, một mực không hề lộ diện, tự liền như thế thời khắc đều xuất hiện, rất nhiều người đã tin tưởng truyền ngôn, bọn hắn đã chết. Cửu đế, mất tích bốn cái, chết mất hai cái, chỉ còn lại ba cái, bắc đế thú đế kiếm đế mang theo số lớn bán thần còn tại phong hỏa đại lục truy sát hung thủ, giống như ba người cũng đã chết, cái này đại lục tự triệt để xong. Cũng may hôm nay bên kia truyền về tin tức, Bắc đế bọn người truy tra thất bại, đã quay trở về. Còn có một đạo tin tức truyền về, là kiếm đế truyền về, nghe nói đánh giết chiến đế người có thể phi thiên độn địa, thoáng cái ra bên này giết một người, thoáng cái ra bên kia giết một người, bọn hắn căn bản truy tra không đến, mang đến người chết đi 10 cái bán thần Có thể phi thiên độn địa là ai? Cái này nhân thân phân vô cùng sống động, thiên tinh giới chỉ có một người hội độn thiên, mà lại hắn còn có một cái trí bảo cũng có thể độn thiên. Đại lục triệt để sôi trào, sở hữu gia tộc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phía sau màn hắc thủ xác nhận không sai, là Ngao Lưu cùng Giang Giật. Mục đích của hai người cũng rất rõ ràng, Ngao Lư muốn khôi phục yêu tộc vinh quang, Giang Giật muốn học huyền đế nhất thống thiên hạ, sở dĩ hai người liên hợp lại phá vỡ cửu đế thống trị, triệt để trấn áp nhân tộc. Trong lúc nhất thời, thiên tinh giới hoàn toàn đại loạn, sở hữu nhân tộc đại lục đế hoàng kẻ thống trị đều nhao nhao truyền thống đến đại lục, chuẩn bị các loại chờ bắc đế trở về, cùng một chỗ liên hợp thương nghị đại sự diệt thế nguy cơ phía dưới, nhân tộc chưa từng có trở nên đoàn kết. Đông Hoàng Đại Lục cùng rất nhiều nơi gió nổi lên vân dũng, tuyết vực lại một mảnh yên tĩnh, bất quá gần nhất thánh hậu để hai tòa thành chỉ cùng giang giật quan hệ tốt người đều tiến vào thiên ẩn tông bên trong, thiên ẩn tông bên trong đại trận cũng mở ra. Thiên ẩn tông bên trong như lâm đại địch, thánh hậu vẫn như cũng nhàn nhã ngồi ở bên hồ trong đình. Trong hồ gió nổi lên, đem thánh hậu quần áo thổi đến bay đầy trời, ánh mắt của nàng hơi híp, cười khổ đối ngũ trưởng lão nói ra, gió lớn nổi lên, quần ma loạn vũ, phía sau màn chủ mưu cũng rốt cục xuất hiện. Ha ha, vô tận biển sâu huyền vũ cung, ngao lư cười tươi như hoa, hắn nhìn qua bên người ảnh hoàng cùng thiên thiên đứng lên, trầm giọng nói, không sợ phía sau màn hắc thủ lộ ra nanh vuốt dữ tợn, liền sợ hắn không xuất hiện a. À. Hắn như là đã lộ diện, sự tình phía sau liền dễ làm, tiếp xuống tựu xem giang giật tiểu tử kia có thể hay không theo hắc hải còn sống đi về tới. Trường 1223, suy cuồng, xuất phát từ thần bộ lạc đông nam bộ một cái dưới ngọn núi một đạo quát lớn tiếng vang lên hộ tống tế tự quân đội bắt đầu lên núi giang giật cũng biến thành phá lệ hưng phấn đường núi rất xóc tiếu cũng biến thành phi thường nhỏ hẹp cứ việc một chút giã nhân tách ra ở trong núi hành tẩu nhưng đại bộ đội vẫn như cũng bị kéo đến rất dài giang giật ở phía sau căn bản không nhìn thấy phía trước tế tự ảnh từ suy giã mang theo ta tuần tra từng cái khống chế các ngươi tộc quần người đi lại thời gian một nén nhang đại bộ đội kéo đến dài hơn, Giang giật đôi mắt nhất chuyển quyết định hành động. Nghĩ như khống chế dã nhân tốc độ quá nhanh, phía trước bộ đội kéo đến dài như vậy, căn bản không biết tình huống ở phía sau, hắn cùng suy dã lặng yên hành động, khống chế cái này 100 người vô cùng đơn giản. Vùng núi này phi thường dốc đứng, xem ra khẳng định cũng vô cùng nguy hiểm, xuyên qua vùng núi này liền là vùng đất bằng phẳng, đây là Giang giật cơ hội duy nhất. Chỉ cần khống chế lấy tế tự, tình huống sẽ triệt để nghịch chuyển, hắn cũng nắm giữ chủ động suy dã không dám ngỗ nghịch giang giật bất luận cái gì ý nguyện, hồn nô là căn bản không dám phản kháng chủ nhân, mị như ngay tại giang giật linh hồn trong thức hải, có thể nhẹ nhóm khống chế. Hắn mang theo giang giật ngồi cưỡi bạch hồ tại phụ cận dốc đứng gập gành trong núi rừng tuần tra, hướng mấy cái tại trong núi rừng để phòng tộc nhân đi đến. Người qua đây, suy dã tới gần một cái tộc nhân chiêu sau ngoắc, người kia vội vàng khống chế chiến hổ bôn tẩu mà đến, suy dã chỉ vào giang giật nói, người mang theo hắn, bốn phía đi dạo, Giang giật cái này tiểu dã trong nhân tộc người đều nhận biết, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Giang giật bay vọt mà xuống lên hắn chiến hổ, Mi Tâm một đạo hắc khí bay ra, thần không biết quỷ không hay tiến vào kia dã nhân trong đầu. Chuyện kế tiếp quá đơn giản, chỉ là trong nháy mắt tự bị khống chế. Cứ như vậy, suy dã mang theo Giang giật bốn phía đi lại, sẽ tại hai bên tuần tra hơn hai mươi người toàn bộ biến thành mị như hồn nô, sau đó luân phiên đem đám người này triệu hồi đi, lại đem còn lại không có bị khống chế dã nhân triệu tập đến trong núi rừng. Làm xong, hao tốn nửa canh giờ, suy giã nhất tộc 100 người toàn bộ biến thành giang giật hồn nô, giang giật lực lượng tăng nhiều, chỉ ít cái này 100 người bị hắn khống chế, vạn nhất có biến hắn có thể để cái này 100 người đứng vững, chính mình trước đào tẩu. Đường núi càng ngày càng khó đi, phía trước cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào, còn có dã nhân tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên tại khai chiến. Bất quá phía trước cũng không có truyền lệnh lệnh làm tới, giang giật bọn hắn là không thể nào chủ động dựa vào đi, chỉ có thể tiếp tục ở phía sau đề phòng chờ đợi. Dầm dầm dầm, chiến đấu phía trước càng ngày càng kịch liệt, mà lại lần này tựa hồ tao ngộ một đoàn giã thú tập kích, phía trước chuyển đến mệnh lệnh ngừng tiến lên, nguyên địa đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Giang giật còn tưởng rằng cơ hội tới, nhưng mà đợi gần nửa canh giờ, phía trước vẫn không có để bên này người đi lên trợ giúp. Ngao ngao, sau nửa canh giờ, phía trước đột nhiên chuyển đến vô số đạo kinh thiên giống to, tiếp lấy dã nhân tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết vang lên đến càng thêm nồng đậm. Rốt cục có một cái dã nhân nhanh chóng bôn tẩu mà đến, thật xa tự giận giữ hết, hết tốc độ tiến về phía trước, đi lên trợ giúp, có nhóm lớn ma long tập kích. Đi, giang giật các loại chính là cái này thời điểm, hắn hướng suy dã nháy mắt ra dấu, suy dã vung tay lên suốt lĩnh 100 người hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi, đồng dạng thủ hộ ở phía sau phương trận 100 người khác cũng triệu tập sông đi lên, phía trước rõ ràng không chống nổi, triệu tập người phía sau đi trợ giúp. Chạy hết tốc lực hai ba dặm đường, phía trước địa thế thế mà chống chảy, xuất hiện một khối vùng núi, giang giật hai mắt quét qua âm thầm kinh hãi. Chiến đấu quả nhiên phi thường thảm liệt, đã tử thương ít nhất có hai, ba trăm người, giã thú cũng bị đánh chết mấy trăm con, nhưng nơi xa trong rừng giã thú còn liên tục không ngừng vào tới, núi này bên trên chỉ có một con đường, không đem những này giã thú đánh giết, căn bản là không có cách thông qua. Giã thú là một chủng loại tựa như long quái vật, nhưng có tám cái chân, phía trước hai cái rất ngắn, phía trên lợi chảo hàn quang lấp lánh. Hình thể cũng không lớn, cùng tê giác không sai biệt lắm, cái đuôi cũng không dài, trên lưng có gai nhọn, nhìn càng giống là khủng long, đầu phi thường lớn, răng nanh thon dài sắc bén, toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm, tốc độ như gió, lực phòng ngự rất khủng bố. Cái này tế tự thật là máu lạnh, Giang giật nhìn thấy xinh đẹp nữ tế ti cùng nàng 200 người đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, xông đi lên chỉ có bất tử bộ lạc người, xem ra ở trong mắt nàng, đoán chừng cái này trong đại lục người đều là một chút không khai hóa mọi dợ, chết không có gì đáng tiếc a à. giết suy giã dẫn người sông lên tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn mang theo đại bộ đội sông tới giang giật chỉ có thể đi theo sông đi lên nếu không sẽ gây nên tế tự hoài nghi bản thân hắn thân thể coi như không tệ khốn long thảo cùng tinh thần chi lực cải tiến phía dưới rất cường đại gần nhất uống hơn một tháng thánh cốt thang lực lượng tốc độ cùng thân thể phòng ngự không thể so với dũng sĩ tranh lệch quá nhiều trong tay hắn cầm một cái mộc thương súng đi theo suy giã cưới chiến hổ nhanh chóng hướng phía trước công kích, gia nhập chiến đoàn. Loại này chiến đấu rất vô vị, rất huyết tinh, rất bạo lực cùng nguyên thủy. Song phương đều là vật lộn, dã nhân không biết phó ký càng sẽ không đạo văn công kích, mà long sẽ không yêu thuật, song phương đều là bằng vào tốc độ cùng lực lượng phòng ngự công kích. dã nhân bên này đối phó ma long rất có một bộ, đều là dùng mộc thương súng đâm ánh mắt của bọn nó cùng miệng rộng, cùng hàm dưới cùng bụng dưới, chỗ nào dễ dàng vào đến liền đâm nơi đó. Cái này mộc thương súng là một loại rất đặc biệt thân cây chế tác mà thành, bộ lạc người người đều có một cái, sắc bén dị thường, huy động lúc mộc thương súng, bên trong có lưu quang chấp động, có thể phá vỡ rất cường đại phòng ngự. Giang giật hỏi suy giã thứ này đến cùng có cái gì huyền diệu, nhưng suy giã loại này cấp bậc người căn bản không biết, hắn cảm ứng một phen cũng không có dò xét ra cái gì. Uống hay, Giang giật đi theo suy giã, khống chế chiến hổ nhanh chóng theo một cái ma long bên cạnh đi ngang qua, hắn lãnh mâu chấp động, trường thương huyễn ra một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng kia ma long mắt to đâm vào. Ngao, ma long tốc độ phản ứng rất nhanh, con mắt nhanh chóng nhắm lại, đồng thời to lớn đầu hướng một bên vung đi, hai cái răng nanh sắc bén nhanh chóng hướng giang giật trên thân quét tới. Hừ, giang giật kinh nghiệm tác chiến cỡ nào phong phú hắn đều không cần xem, liền biết cái này ma long lại có phản ứng gì. Một thương súng ra tốc đồng thời thân thể ngửa ra sau, một cái thiết bản kiều, né qua răng nanh ám sát, trường thương bên kia không có nửa điểm ảnh hưởng, tốc độ như gió đã hung hăng đâm vào ma long trong ánh mắt. Ngao, ma long đau đến kêu to lên, thân thể trên mặt đất lăn lột, giang giật rút ra trường thương nhẹ nhõm không chế chiến hổ rời đi, suy giã nhãn tình sáng lên, chân thành khen, suy cuồng, làm cho gọn gàng vào. Giang giật tại bộ lạc tên gọi suy cuồng, phụ cận mấy chục người cũng nhìn thấy một màn này, nhao nhao tán thưởng. Đổi lại bọn họ vừa rồi hoặc là thụ thương, hoặc là chỉ có thể từ bỏ công kích, Giang giật bề ngoài thoạt nhìn như là một đứa bé, chiến lược cường hoành để rất nhiều người bội phục. Giang giật trên mặt hơi lộ ra vẻ hưng phấn quang mang, tựa hồ rất vui vẻ, hắn khống chế chiến hổ tại phụ cận nhanh chóng bôn tẩu, mỗi lần xuất thủ đều có một đầu ma long con mắt bị đâm mù, thành quả chiến đấu để rất nhiều dã nhân âm thầm líu lưỡi. Giang giật sức chiến đấu không cần hoài nghi, thân thể của hắn tăng cường để tốc độ của hắn cùng tốc độ phản ứng trở nên rất khủng bố, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, xa xa không phải đám này dã nhân có thể so sánh. Nếu có thể dùng nguyên lực cùng vũ kỹ, bằng vào cường đại thân thể cùng cái này thần kỳ mộc thương, súng, hắn đối phó ma long hội càng thêm nhẹ nhõm. Hắn tuổi trẻ bề ngoài cùng chắc tuyệt biểu hiện, rất nhanh hấp dẫn bên kia xinh đẹp nữ tế ti, cùng tế tự phụ cận 200 dã nhân chú ý. Xinh đẹp nữ tế ti trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt một mực đứng tại giang giật trên thân, đôi mắt chỗ sâu còn có một số rất rõ ràng hoài nghi. Giang giật muốn liền là loại hiệu quả này hắn muốn gây nên tế tự chú ý, gây nên nàng hoài nghi, dạng này mới có cơ hội tiếp cận nàng. chương 1224, người chúng kế. Cái này tế tự quả nhiên bắt đầu hoài nghi giang giật, giang giật phát giác được một đôi mắt đẹp một mực tải tập trung vào hắn. Hắn lần nữa đem một đầu ma long con mắt đâm bị thương về sau, lần theo lấy ánh mắt xa xa nhìn kia tế tự một chút, ánh mắt của hắn phi thường có xâm lược tính, bên trong đều là cuồng dã cùng không che giấu chút nào dục vọng, thấy kia tế tự sắc mặt đại biến, Giang giật cái này ánh mắt để nàng cảm giác bị tiết độc, Giang giật truyền tới một đạo ý niệm, cái kia chính là hận không thể đưa nàng lột sạch, trực tiếp tại núi này trong rừng quất soi. Cái này cuồng giã ánh mắt, để tế tự trong mắt lại có chút mơ hồ. Giang giật nhìn thấy cái này tế tự mơ hồ, nội tâm trăm phần trăm xác định một chút sự tình, cái này tế tự liền là phía sau màn hắc thủ người, mà lại vừa rồi khẳng định đang hoài nghi hắn có phải hay không Giang giật ngụy trang. Ánh mắt của hắn cuồng dã như vậy, cùng một cái tuổi trẻ dã nhân không có gì khác nhau, cái này khiến tế tự lại bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Bởi vì dựa theo lẽ thường, nếu như là giang giật, cũng không lại có như thế ánh mắt. Ở bên ngoài tin đồn giang giật là một cái phong độ cử chỉ nhanh nhẹn công tử, mặc dù cũng rất phong lưu, nhưng hắn có được mấy cái tuyệt thế hồng nhan, bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Sở dĩ, cái này tế tự bản năng cho rằng nếu như là giang giật, không có như thế phóng túng tả ánh mắt. Rất tốt, giang giật tiếp tục kích thương ma long, không có bảo tồn bất luận cái gì thực lực, hắn muốn liền là tại một đám dã nhân bên trong ra mặt, dạng này mới có thể đi vào đi phía sau hắn kế hoạch. Đương nhiên, hắn cũng tại quen thuộc mạnh lên thân thể, học tập cái này nguyên thủy chiến thuật, đồng thời hiểu rõ những này dã nhân chiến pháp, để đằng sau cùng tử thần đại lục cường giả giao chiến. Giang giật càng đánh càng mạnh, những cái kia dã nhân dũng sĩ si toàn bộ cũng bắt đầu chú ý hắn, nhao nhao đưa qua ánh mắt tán thưởng, còn có một số dã nhân không ngừng gọi tốt. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Giang giật đã đâm xuyên qua hơn 30 đầu ma long con mắt. Đáng tiếc ma long rất rất nhiều, liên tục không ngừng vào tới, cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu, dã nhân bên này tiếp tục có người chết đi, nhưng tế tự cùng nàng hộ vệ đoàn còn không có ý xuất thủ. Thảm liệt chiến đấu tiếp tục tiếp tục, sau gần nửa canh giờ, ma long đã bị đánh chết hơn 600 đầu, bên này dã nhân cũng tử thương hơn phân nửa. Đúng lúc này nơi xa vang lên một tiếng kinh thiên bạo tiếng giống, tiếp lấy một đầu so ma long lớn hơn gấp 5 lần cự hình ma long từ đằng xa vào tới. Tốc độ nhanh như hồng quang, dùng giang giật thị lực đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng thân thể của nó. Dũng sĩ lui ra phía sau, mãnh sĩ theo ta xuất kích. Tế tự tại thời khắc này rốt cuộc có động tính, bởi vì cái này ma long vương dựa vào đám này cấp thấp dũng sĩ căn bản là không có cách đánh giết, nàng còn không xuất chiến những người này muốn chết hết. Nàng một tiếng khẽ kêu phía dưới, sở hữu dũng sĩ lập tức lui lại, đối với nàng vô cùng cung kính cùng sùng bái. Tại những này dã nhân trong lòng, tế tự cùng thánh hoàng đều là thần đồng dạng tồn tại. Hưu, tế tự hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay xuống hạ sư hổ trên lưng, trên người nàng sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, tốc độ đột nhiên tăng lên, ngọc thủ tại trên đai lưng co lại, trong tay thế mà xuất hiện tái đi sắc nhuyễn kiếm. Nguyễn kiếm run run hóa thành vạn điểm hàn mang hướng phía trước ma long vương bắn vào. Ha ha, Giang giật cười lạnh một tiếng, người nơi này đều không có đồ sắt nữ tử này trong tay lại cầm một cái cường đại cổ khí nữ tử thân phận đã bại lộ không thể nghi ngờ bất quá nữ tử này chiến pháp cũng rất quỷ dị nàng cũng không có phóng thích đạo văn công kích cũng không có phóng thích cường đại thần thông chỉ là thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh vây quanh ma long vương bay tới bay lui tốc độ của nàng quá nhanh quá nhanh gần như nhưng so sánh bên ngoài bát tinh cường giả tốc độ trên nguyễn kiếm mặt cũng có thánh quang lấp lánh mỗi lần đâm xuống cũng có thể làm cho ma long vương thụ thương cái này cổ khí rất kỳ dị, mỗi lần công kích mặt phù văn đều sẽ hóa thành lưu quang hướng mũi kiếm dũng mãnh lao tới, tựa như một thương súng để cổ khí trở nên phá lệ sắc bén, thoáng cái đâm rách ma long vương phòng ngự. Ô ô, bọn dã nhân nhao nhao dơ cao trường thương trong tay, làm tế tư cường đại chiến lực gieo hò. Bất tử bộ lạc mãnh sĩ cùng tế tử hộ vệ đoàn mãnh sĩ cũng đánh ra, 40, 50 người tốc độ cùng lực lượng rõ ràng so dũng sĩ cường đại một đoạn, giết đến những cái kia cấp thấp ma long liên tục bại lui, bên này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong ngao ngao ma long vương hàm dưới cùng bụng dưới còn có lân giáp trong khe hở bên trong mấy chục kiếm ma long vương nổi giận giống to hai cái lợi chảo không ngừng hướng tế tự chộp tới thân thể to lớn đem phụ cận đại thụ toàn bộ đụng đổ hiện trường một mảnh hỗn độn nó công kích một trận phát hiện không cách nào đánh chúng tế tự về sau lại không tiếp tục để ý tế tự điên cuồng hướng những cái kia mãnh sĩ phóng đi ầm um, tốc độ của nó so mãnh sĩ nhanh hơn thoáng cái đuổi kịp một tên mãnh sĩ to lớn lợi trào quét qua một tên mãnh sĩ tự bị quét bay ra ngoài phía sau lưng một mảnh đẫm máu xương cốt đều bại lộ ra bỗng chốc bị bị thương nặng nhiệt xúc đối thủ của ngươi là ta xinh đẹp tế tự có chút cuống lên nhanh chóng hướng ma long đuổi theo nhưng ma long căn bản không cùng nàng chiến đấu mỗi lần nàng lúc công kích cũng lập tức nhắm mắt lại căn bản không đâm vào được phanh 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 nó khổng lồ thân thể tại trong núi rừng lao nhanh lần lượt đem từng người từng người mãnh sĩ đánh bay chỉ là mấy chục hơi thở thời gian lại có hơn 10 tên mãnh sĩ bị đả thương nặng, mà tế tự chỉ có thể ở trên người nó lưu lại từng đạo vết thương, căn bản là không có cách trọng thương nó. Ngao ngao, ma long vương lại hướng phía trước bốn tên mãnh sĩ phóng đi, xinh đẹp nữ tế ti trong mắt lóe lên một tia nổi giật, trên nguyễn kiếm thất thải quang mang lưu truyền, trên thân bạch quang chấn động, nàng thân thể đột nhiên xông vào ma long vương dưới thân, chuẩn bị cho nó mở ngực mổ bụng. Ngu xuẩn, giang giật ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, cái này tế tự mặc dù thực lực rất mạnh, đoán chừng ra ngoài ít nhất có thể so sánh thất bát tinh bán thần, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không dám lấy lòng a. Mà Long Vương rõ ràng có linh trí, nó công kích mãnh sĩ chính là vì để tế tự mạo hiểm công kích, nó mục tiêu chân chính là tên này tế tự. Quả nhiên, Ma Long Vương lao nhanh bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó khổng lồ thân thể đột nhiên ép xuống, lấy là lấy mạng đổi mạng đuổi, nó ý đồ dùng cường đại thân thể trực tiếp nghiền ép tế tự. Liền là giờ phút này, Giang giật để mị Như cho suy giã truyền đi một đạo ý niệm, suy giã liên thanh giống to, bảo hộ tế tự, giết. Suy giã giống to một tiếng, những cái kia các dũng sĩ lúc đầu không chuẩn bị động, bởi vì tế tự không có hạ lệch, nhưng bọn hắn sứ mệnh liền là bảo hộ tên này tế tự, giống như tế tự chết bọn hắn đều sẽ bị xử tử, sở dĩ giờ phút này suy giã một hô đều bạo động, toàn bộ điên cuồng hướng ma long vương phóng đi. Bảo hộ tế tự, Giang giật ánh mắt lóe sáng. Hắn đã chờ mấy ngày chính là là các loại chờ, giờ phút này, vì tiếp cận như thế tế tự, sau đó không chế nàng. Hắn nhanh chóng đi theo suy giã sông đi lên, rất nhiều mãnh sĩ cũng hướng bên này vào tới, tế tự chết bọn hắn đều phải chết. Ngao, ma Long vương lúc này phát ra một tiếng gào lên đau xót, thân thể tại phụ cận quay cuồng lên, phía dưới một mảnh đẫm máu, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo to lớn vết máu, lần này rõ ràng bị tên kia tế tự đả thương nặng. Tên kia nữ tế ti cũng phi thường không dễ chịu, giờ khắc này ở trên mặt đất nằm sấp, toàn thân đều là ma long huyết, bị cái này to lớn ma long trùng điệp nghiền ép một lần, cũng không biết xương cốt đoạn mất không, tóm lại giờ phút này nằm dạp trên mặt đất tựa hồ mất đi. Ngao ngao, ma long vương hoàn toàn chính xác có một ít linh trí, nó thống khổ trên mặt đất lăn lộn một vòng, sau đó vừa hung ác nhảy vọt mà lên, lợi chảo đột nhiên hướng trên đất tế tự chộp tới. Suy giã động thủ, giang giật làm sao có thể nhìn xem cái này tế tự chết đi hắn để mị như truyền đi một đạo ý niệm, suy giã giống giật ném mạnh thần thương. Suy suy, suy giã cùng bên người mười mấy tên dã nhân đồng thời hướng giữa không trung ném mạnh trong tay một thương súng, giang giật thân thể nhưng từ chiến thân hổ bên trên vọt lên, hóa thành một đạo lợi kiếm hướng tế tự bay đi, mị như đã chuẩn bị hoàn tất liền chờ giang giật tới gần nơi này tế tự. Hiu, giữa không trung ma long vương nhìn qua mấy chục cây phóng tới một thương súng có chút e ngại, nó giờ khắc này ở giữa không trung, giống như không né tránh, kia mấy chục cây một thương súng sẽ toàn bộ đánh chúng nó vỡ ra bụng dưới, đến lúc đó nó khẳng định hội lần nữa bị trọng thương sở dĩ nó bản năng thân thể cưỡng ép nhất chuyển lui đi. Tốt, Giang giật thoáng cái ôm lấy kia tế tự lăn lộn dưới đất, mi tâm mị như cũng dùng tốc độ khủng khiếp xuất vào tế tự mi tâm, căn bản không có bất luận kẻ nào trông thấy. Nhưng là, bị Giang giật ôm tựa hồ đã hôn mê tế tự, giờ phút này lại đột nhiên mở to mắt, cười thần bí nói, người quả nhiên là Giang giật, ha ha, người trùng kế. Trường 1225, về sau ngươi là ra người. Oanh, Giang giật trong đầu tựa như lóe sáng một cái sấm sét giữa trời quang, hắn đang tính kế cái này tế tự, lại không nghĩ rằng cái này tế tự đồng thời cũng đang tính kế hắn. Vừa rồi cái này tế tự mạo hiểm như vậy công kích, không chỉ là vì trọng thương ma Long Vương, càng sâu tầng dụng ý. Kỳ thật đang chờ hắn xuất thủ, đại nhân, cái này tế tự linh hồn có cường đại phòng ngự cổ khí, ta rất khó xâm nhập linh hồn của nàng. Gần như đồng thời, mị như truyền tới một đạo ý niệm, để giang giật nội tâm triệt để chìm vào đáy cốc, hắn bản năng muốn lấy ra hỏa long kiếm cùng cái này tế tự liều chết một trận chiến, nhưng hắn đột nhiên phát hiện cái này tế tự trong tay xuất hiện một cái hồng sắc tiên tử, dùng tốc độ khủng khiếp đem hai người cho trói buộc cùng một chỗ. Cái này do như thế nào cùng hình mộng uyển giống nhau như đúc ngươi là thiên minh tông người. Giang giật gặp qua cái này roi, tại vô tận biển sâu cái này roi đã từng trói buộc sang sông Tiểu Nô, cuối cùng bị hắn nổ đoạn mất, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện, mà lại tại thời điểm mấu chốt nhất đem hắn cho cuốn lấy để hắn triệt để không cách nào động đậy. Ha ha, Giang Giật, người tiến vào tử thần mật hải lúc, người tự nhất định vẫn lạc. Thân thể hai người còn ôm ở cùng một chỗ lăn lộn không ngừng, tư thế tương đối mập mờ, hai người đối thoại phi thường nhỏ âm thanh, những người khác bị ma long vương hấp dẫn, căn bản không ai chú ý hai người, mà lại hai người còn cùng một chỗ bị trói buộc, nhìn càng thêm quái dị. Giang Giật hỏa long kiếm tại hỏa long châu bên trong, hỏa long châu cùng huyền thần cung đều tại cổ thần nguyên trong nhẫn, mà cổ thần nguyên giới lại tại trong đúng quần, giờ phút này bị trói buộc, giang giật căn bản là không có cách lấy ra binh khí. Trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện cái này rồi còn có thể để hắn nguyên lực nhiễu loạn, coi như lấy ra binh khí cũng không có cách nào phóng thích công kích, hắn nhìn qua gần trong gang tất tế tự tấm kia gương mặt xinh đẹp, nhìn qua trong mắt nàng hí ngược, đột nhiên có chút minh bạch cái này tế tự chiến thuật. Đem hắn trói buộc lên, để hắn căn bản là không có cách động đậy, không cách nào phóng thích bất luận cái gì công kích sau đó tùy ý gọi mấy tên mãnh sĩ tới nhẹ nhõm đem chính mình cho đâm chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ điện thạch hỏa hoa ở giữa giang giật não hải gấp trăm lần tốc độ vận chuyển hắn chỉ có một hai hơi thời gian giống như một hai hơi thời gian sau hắn còn không có nghĩ ra biện pháp sẽ tươi sống bị đâm chết giờ phút này nguyên lực không thể động ai biết ẩn vào thể nội huyền thần khải có thể hay không tự động hộ chủ đại nhân linh hồn này phòng ngự cổ khí quá mạnh muốn xâm nhập ít nhất cần mấy ngày mị như truyền về ý niệm để giang giật triệt để nội tâm chìm đến đáy cốc hắn không cách nào phóng thích bất luận cái gì công kích mị như công kích lại rất khó có hiệu quả chỉ có thể trơ mắt chờ chết giống như thất thải hồn thương không có bị thôn phệ liền tốt giang giật nặng nề thở dài nhưng nhớ tới thất thải hồn thương hắn đột nhiên thân thể run lên trong mắt trong nháy mắt quang mang vạn trược lần trước khí linh khống chế hắn chủ linh hồn tự trần áp mị như điều này nói rõ hắn chủ linh hồn rất cường đại có được như thế cường đại bảo vật Người cái này ngu xuẩn lại không biết dùng còn muốn linh hồn tự bạo thấy rõ ràng linh hồn này chi kiếm dùng như thế nào. Trong đầu của hắn hiện ra khí linh lời nói, trong mắt lập tức bắn ra vẻ điên cuồng, sau đó linh hồn hắn trong Thức Hải chủ linh hồn bắn ra, vọt thẳng ra mi tâm của hắn, xuất vào kia nữ tế ti linh hồn trong Thức Hải. Linh hồn là người căn bản, linh hồn hủy diệt người này tự triệt để sẽ chết, linh hồn bị bất cứ thương tổn gì, người này nhẹ thì đau đầu muốn nứt, nặng thì biến thành tên điên ngớ ngẩn sở dĩ linh hồn là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng, hôm nay Giang giật lại làm cho chính mình linh hồn rời đi thân thể, còn đem chính mình linh hồn xem như binh khí chuẩn bị đi công kích linh hồn người khác, giống như cử động lần này bị ngoại nhân biết được, khẳng định sẽ cho rằng Giang giật là thằng điên. Coi như linh hồn hắn có thể công kích người khác, vạn nhất linh hồn hắn xuất hiện nửa điểm vấn đề, hắn cũng triệt để xong đời. Giang giật phi thường tinh tường điểm này, hắn cũng không biết linh hồn rời đi thân thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nào hắn có thể hay không lập tức chết đi nhưng giờ này khác này hắn có biện pháp nào hắn chỉ có liều chết một kích. Ừ, xinh đẹp tế tự cũng phát hiện dị vật tiến vào linh hồn của mình trong thức hải, nàng vốn định lập tức hạ lệnh để cho người ta đâm chết giang giật, giờ phút này nhưng lại không thể không toàn lực bảo trụ linh hồn. Suy suy, một cái nho nhỏ hỏa long kiếm mang theo khí thức kinh khủng vọt vào thế tự linh hồn trong thức hải, đem bên trong nghị như dọa cho đến thân thể mềm mại run lên, giang giật đây cũng quá điên cuồng a. À. Giờ khắc này giang giật cảm giác tựa hồ chính mình cả người, theo chủ linh hồn cả người đều tiến vào tế tự linh hồn trong không gian. Hắn cũng có thể tin tưởng cảm ứng cái này tế tự chủ trên linh hồn có một thanh thần bí tiểu ấn, giờ phút này tiểu ấn tản mát ra ánh sáng nhu hòa bảo hộ lấy nàng chủ linh hồn. đụng giang giật không hiểu được làm sao vận dụng linh hồn này chi kiếm, hắn chỉ có khống chế tiểu hỏa long kiếm đột nhiên hướng màn hào quang đánh tới, chỉ cần phá mất cái này màn hào quang mị như liền có thể nhẹ nhõm xâm nhập nàng chủ linh hồn khống chế nàng điên rồi điên rồi mị như triệt để bị sợ choáng váng giang giật linh hồn nếu là hỏng mất hắn liền chết đến lúc đó kia khí linh có thể hay không cũng đi theo biến mất đến lúc đó nàng có thể hay không đi theo chết nàng không biết nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua tiểu hỏa long kiếm hướng màn hào quang vọt tới oanh tựa như một đạo kinh thiên tiếng và chạm vang lên lên, lên tại mị như linh hồn bên trong mị như thân thể run lên hỏa long kiếm hung hăng đâm vào màn hào quang bên trên, để mỹ như mừng như điên là, kia màn hào quang thoáng cái xuất hiện đạo đạo vết rách, mà tiểu hỏa long kiếm nhưng không có bất cứ chuyện gì, phía trên ba đầu hỏa long lưu chuyển du tẩu, khí tức cường đại đến để mỹ như hóa thành tiểu nhân không ngừng run rẩy. Không, một cỗ mãnh liệt ý niệm theo tế tự trong đầu chuyển đến, giang giật cùng mỹ như đều có thể tinh tường cảm ứng được. Tế tự linh hồn bắt đầu rung động kịch liệt, nhưng tiểu hỏa long kiếm không có chút gì do dự lần nữa hung hăng va chạm, màn hào quang triệt để bạo liệt, cái kia trên linh hồn tiểu ấn quang mang ảm đạm đi. Mỹ Như, động thủ, sang giật hướng Mỹ Như truyền đi một đạo ý niệm, Mỹ Như vội vàng giật mình tỉnh lại, lập tức bắn ra đạo đạo hắc khí đem tế tự linh hồn bao phủ đi vào. Bất quá cái này tế tự linh hồn coi như không tệ, không bao giờ không cách nào xâm nhập khống chế. Hừ, sang giật nội tâm giận dữ, khống chế tiểu hỏa long kiếm hướng tế tự linh hồn nhẹ nhàng va chạm, kia tế tự linh hồn lập tức vỡ ra đạo đạo khe hở, chỉ là một hơi thời gian tựu bị Mỹ Như cho khống chế. Tốt, Giang giật khống chế hỏa long kiếm bay ra tế tự linh hồn, bắn vào mi tâm của mình, thẳng đến tiểu hỏa long kiếm trở lại linh hồn của mình trong thức hải, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Linh hồn hắn run nhẹ nhẹ, thấy bên trong mấy lần linh hồn cùng thân thể, xác định không có vấn đề mới mở to mắt. Hô hô, hắn từng ngụm từng ngụm thở, toàn thân mồ hôi lạnh chảy dọc, thân thể còn tại không ngừng run rẩy. giờ phút này hồi tưởng lại chính hắn đều bị chính mình cử động điên cuồng hù dọa. Như chủ linh hồn rời đi thân thể, hắn biến thành ngớ ngẩn làm sao bây giờ như chủ linh hồn không có như vậy cường đại đụng không toái cái kia màn hào quang làm sao bây giờ như tế tự có cường đại công kích linh hồn đem hắn chủ linh hồn đánh nát làm sao bây giờ đi qua hết thảy đều đi qua ta thắng hắn không ngừng tự an ủi mình bất quá cảnh cáo chính mình giống như không phải hẳn phải chết thời khắc lần sau không muốn như vậy mạo hiểm đây quả thật là đang liều mạng a à. suy suy mị như hóa thành một đạo hắc quang đi theo bắn trở về tên kia xinh đẹp nữ tế ti con mắt mở ra nhưng trong đôi mắt nhưng đều là đắng chát cùng e ngại. Giang giật nhìn qua nụ cười gần trong gang tấc nội tâm thật nhanh ý, hắn đột nhiên nhẹ nhàng giật giật đầu tại nữ tế ti trên mặt hôn một cái, lúc này mới nhếch miệng cười nói, không có ý tứ, tiểu mỹ nhân, về sau ngươi là ra người. chương 1226, phía sau màn hắc thủ thân phận. Xinh đẹp nữ tế ti khống chế hồng sắc tiên tử đem hai người giải khai, Giang giật để mỹ như đưa tin cho nàng, trước toàn lực đem ma long vương đánh lui lại nói, Mặc dù hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi cô gái này tế tự, giờ phút này lại không phải thời điểm. Nữ tế ti kỳ thật mới vừa rồi không có bị thương nặng, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, nàng cái này quần áo có cường đại lực phòng ngự, mà Long Vương nghiền ép mà thôi không dễ dàng như vậy bị áp tổn thương. Giờ phút này như mãnh hổ tiếp tục công kích ma Long Vương, giang giật thì không dám công kích, ma Long Vương tốc độ quá nhanh, hắn điểm ấy tốc độ quá sức. Ma Long Vương bụng dưới bị mở ra một đạo thật sâu lỗ hồng, không ngừng chảy máu, tốc độ rất rõ ràng trở nên chậm, bất quá nó vẫn như cú mãnh liệt không thể cản, liên tục đánh bay bảy tám cái mãnh sĩ, còn đánh chết mười mấy cái dũng sĩ. Toàn bộ lui ra phía sau, Giang giật nhìn thấy những này dũng sĩ căn bản không phải một cái cấp bậc, để nữ tế ti ra lệnh, suy giã bọn người không dám ngỗ nghịch nữ tế ti nhanh chóng lui ra phía sau, Giang giật thừa cơ lui xuống tới. Hắn phát hiện rất nhiều dã nhân ánh mắt nhìn hắn không giống với lúc trước, vừa rồi thế nhưng là hắn đem nữ tế ti cứu đi, mấu chốt là. Hắn ôm cái này nữ tế ti chuyển rất nhiều giới, như thế diễm phúc để rất nhiều người vừa là hâm mộ vừa ghen tị, tế tự cao cao tại thượng như thần nữ, ai dám đi khinh nhường a. À. Thảm liệt chiến đấu tiếp tục tiếp tục, Ma Long Vương nổi điên, điên cuồng tập kích những cái kia mãnh sĩ, còn hướng dũng sĩ quần bên này đánh thẳng tới, dẫn đến rất nhiều dũng sĩ chết đi. Giang giật rất thông minh, thật sớm lui ra, xính anh hùng vậy sẽ chỉ chết mau. Cái này Ma Long Vương sớm muộn đều là chết, tốc độ của hắn đối đầu Ma Long Vương mặc dù không bị chết nhưng khẳng định sẽ bị hành hạ. Nữ tế ti không ngừng truy sát, mà lại rất nhiều lần đều chui vào bụng của nó, tiếp tục kéo dài vết thương, mà Long Vương đổ máu cũng tới càng nhiều, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Tại một nén nhang sau thế mà hét lớn một tiếng, quay đầu hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Nó cái này vừa hô, còn lại ma long nhao nhao thối lui, đại chiến rốt cục hạ màn. Thu thập chiến trường, nghỉ ngơi một hồi, lập tức lên đường. Giang giật để nữ tế ti ra lệnh, hắn cũng không có đần độn đi tới gần nữ tế ti, vậy sẽ gây nên người chú ý, chỉ là để mị Như đưa tin nữ tế ti tìm thời cơ gọi mình đi qua. Suy giã bọn người bắt đầu thu thập chiến trường, nữ tế sư trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái thiên cơ bồng, chính mình đi vào nghỉ ngơi. Rất nhiều dã nhân tò mò nhìn thiên cơ bồng, bất quá không dám hỏi nhiều. Người qua đây, tế tự đại nhân bảo ngươi đi vào tra hỏi. Một lát sau, vây quanh thiên cơ bồng một tên mãnh sĩ đột nhiên hướng giang giật vẫy vẫy tay, rất nhiều dã nhân ghé mắt đi qua, lập tức tỏ rõ vẻ ước ao cùng ghen ghét. Còn có người âm thầm hối hận, vừa rồi tại sao không có nghĩ đến bổ nhào qua cứu tế tự A nếu không giờ phút này bị tế tự triệu hoán chính là bọn họ. Giang giật mặt ngoài vô cùng ngạc nhiên, nơm nấp lo sợ, trong lòng cười lạnh không thôi chậm rãi bước đi vào. Hắn thân thể lóe lên liền tiến vào một cái xinh đẹp khuê các bên trong, tên kia nữ tế ti cung kính đứng thẳng, nhìn thấy Giang giật sau quỳ xuống, hành lễ nói, vô tước nhi tham kiến đại nhân. Vũ Tước Nhi, Giang giật ánh mắt chấp động, nhớ tới cái gì trầm giọng hỏi, Vũ Dĩnh Nhi cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vũ Tước Nhi khẽ giật mình, lập tức thành thành thật thật nói ra, kia là đại tỷ của ta. Cái gì? Giang giật la thất thanh, Vũ Dĩnh Nhi kia là Vũ Nghịch đại tỷ. Lúc trước hắn truy sát Vũ Nghịch phá hồng Vũ Thành lúc, tự đã từng đem Vũ Dĩnh Nhi cùng Vũ Nghịch tỷ phu bắt lại, hắn đối với Vũ Dĩnh Nhi ảnh hưởng phi thường sâu, giờ phút này cái vũ tước nhi nói vũ dĩnh nhi là hắn đại tỷ vậy cái này vũ tước nhi không phải cũng là vũ nghịch tỷ muội là vũ gia tiểu thư trong mắt của hắn hàn quang lấp lánh liên thanh hỏi vậy ngươi có phụ thân là bác hoàng gia gia của ngươi là bác đế đúng vũ tước nhi rất khẳng định nhẹ gật đầu bác đế giang giật cắn giang nghiến lợi giống giận trong mắt đều là tức giận trên mặt cơ bắp đều bóp méo vũ tước nhi là phía sau màn hắc thủ người vậy nói rõ phía sau màn hắc thủ chính là bác đế Phật đế đám người suy đoán, doãn nhược băng lời thề son sắt cam đoan, võ thương tại nhân tộc yêu tộc đại chiến biểu hiện, để giam giật nhiều lần loại bỏ bác đế là phía sau màn hắc thủ hoài nghi. Chính hắn cũng coi là vũ gia thân là cửu đế gia tộc, tộc quy xâm nghiêm, gia tộc trưởng lão bọn họ căn bản sẽ không duy trì bác đế như thế phát rồ, lại không nghĩ rằng thật là bác đế. Nếu như là vũ gia, rất nhiều chuyện tựu rất dễ giải thích. Bởi vì cơ thính vũ, vũ gia đối với hắn thu thập tư liệu phi thường hoàn chỉnh, phi thường tinh tường Giang Vân Hải tiền quý Thủy U Lan Vân Thiên Kình bọn người quan hệ với hắn. Khi đó ảnh hoàng nói vũ ra có 5 cái dưới thần mất tích bí ẩn, mà đi thiên tinh đại lục bán thần cũng chỉ có mấy người, nơi này hoàn toàn đối lên. Còn có chuyện về sau, tỷ như dẫn hắn đi công kích tả đế thành cùng thú đế thành, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì để cho mình cùng hai nhà khai chiến, bất luận người nào thắng đại lục đều sẽ loạn hơn, bọn hắn đều sẽ đạt được lợi ích lớn hơn nữa. 36 gia tộc công kích y ra mục đích cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tại Phật thành nội bố cục giết chết chính mình. Tại nhân tộc yêu tộc đại chiến sự tình bên trên, bác đế lên rất mấu chốt tác dụng, cố ý giá họa ngao lưu, thúc đẩy nhân tộc liên quân hình thành. Càng nhiều chuyện hơn, tại xác định bác đế là phía sau màn hắc thủ về sau, tựa hồ cũng trở nên phi thường sáng suốt. Không đúng, Giang giật suy nghĩ một trận, trong đầu còn có chút lo nghĩ, lần này phía sau màn hắc thủ quá cường đại, bằng vào một cái vũ gia căn bản không có khả năng làm được. Đơn giản nhất một điểm rất hơn nửa thần thế nhưng là phi thường xa lạ, trước kia chưa bao giờ tại đại lục lộ diện qua, vũ gia không có khả năng ẩn giấu đi nhiều như vậy thần bí bán thần. Thiên Minh Tông, Giang giật trong mắt lần nữa hàn quang một thịnh, Thiên Minh Tông cùng vũ gia thông ra, đời trước thánh nữ là vũ nghịch lão nương. Tăng thêm hình mộng huyền cái này nữ nhân thần bí, giang giật thoáng cái liên tưởng cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng vũ tước nhi quét tới, quát lạnh nói, sự tình lần này, Thiên Minh Tông có phải hay không dính vào? Cái gì Thiên Minh Tông? Vũ Tước Nhi lại hồ nghi mở chừng hai mắt nói, đại nhân đang nói cái gì Thiên Minh Tông nhúng vào sự tình gì? Ngươi không biết? Giang giật kinh ngạc, lập tức hỏi, chuyện xảy ra bên ngoài ngươi không biết các ngươi Vũ gia đang mưu đồ toàn bộ thiên tinh giới, ngươi không biết? Không biết a, à, Vũ Tước Nhi càng mơ hồ nói ra, chúng ta là một năm rưỡi năm trước liền tiến vào nơi này, chưa bao giờ từng đi ra ngoài, chuyện bên ngoài căn bản không biết. Nếu không phải biết rõ vô tước nhi không dám đối với mình nói láo, Giang giật đã sớm một bàn tay quăng tới, hắn nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi như thế nào cùng bên ngoài truyền lại tin tức làm sao ngươi biết ta vào đây Phật đế đám người kim cương xử lại thế nào vận chuyển đi ra đối Phật đế bọn người chết không có. Vô Tước Nhi mới vừa rồi bị mị như khống chế trước, thế nhưng là kêu tên của mình, còn nói chính mình tiến vào tử thần mật hải tựu chú định vẫn lạc, điều này nói rõ nàng đã sớm nhận được tin tức, biết mình vào đây. Chúng ta có cường đại đưa tin mật trận, vũ tước nhi đàng hoàng giải thích nói ta có thể biết đại nhân vào đây là bởi vì gia tộc truyền tin tức tới còn như tình huống bên ngoài gia tộc xưa nay không nói phật đế đám người binh khí cũng là thông qua đặc thù truyền tống trận đưa ra ngoài ân phật đế bọn người không chết bị giam tại thánh hoàng thành không chết liền tốt giang giật thở ra một hơi thật dài hắn khống chế vũ tước nhi tự có rất lớn cơ hội giải cứu phật đế đám người hắn dừng một chút không còn vấn thiên minh tông sự tình cái này vô tước nhi nên biết rất ít, hỏi cũng hỏi không ra cái gì, hắn hỏi chuyện mấu chốt nhất, người có thể hay không giúp ta cứu ra Phật đế bọn người, lại đem chúng ta đưa ra tử thần mật hải. Không thể, ai ngờ vô tước nhi nghĩ nghĩ, rất khẳng định nói ra, cứu ra Phật đế bọn người nghĩ một chút biện pháp nên vấn đề không lớn, bất quá ta không cách nào đưa các ngươi ra ngoài. Vì cái gì giang giật ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Vô Tước Nhi cười khổ nói ra, bởi vì trong này người đều ra không được, nếu không mấy tháng trước, chúng ta liền sẽ không đem Phật đế đám người binh khí đưa ra ngoài, mà là đem bọn hắn thi thể đưa ra ngoài. chương 1227, nguy rồi, ra không được, Giang giật nội tâm run lên, đây đối với hắn tới nói là xấu nhất tin tức, giống như ra không được, hắn đem cả một đời không cách nào lại nhìn thấy tô như tuyết phượng loan ma yêu nhi Giang Vân Hải các nàng, việc này để hắn không thể nào tiếp thu được. Mà lại tình huống bên ngoài thời khắc có thể có biến, bác đế nếu là phía sau màn hắc thủ, như vậy ý đồ của hắn hết sức rõ ràng hắn tuyệt đối là nhất thống toàn bộ thiên tinh giới trở thành huyền đế về sau cái thứ hai thiên cổ đại đế đã muốn nhất thống thiên tinh giới yêu tộc khẳng định phải triệt để hủy diệt tuyết vực khẳng định phải nhất thống ngao lư hẳn phải chết không nghi ngờ thánh hậu cũng nguy hiểm tôi như tuyết các nàng không thể trốn đi đâu được bác đế đã biết mình vào đây cũng biết phật đế cùng mình ra không được như vậy hắn tuyệt đối sẽ có hành động nói không chừng giờ phút này đã trải qua rồi hành động đôi mắt của hắn dần dần lạnh xuống đến, ánh mắt quét về phía vô tước nhi hỏi, vì sao ra không được chẳng lẽ người nơi này chưa từng có người nào từng đi ra ngoài đã như vậy, nhà các người người làm sao khống chế nơi này làm sao thành lập đưa tin mật trận làm sao đem Phật đế đám người binh khí truyền tống ra ngoài. Vô tước nhi bị mị như khống chế, cũng không dám nói láo cùng ngỗ nghịch giang giật bất luận cái gì ý nguyện. Nàng nghiêm túc giải thích nói, cái này không gian có một cái thần bí thiên trận, vào đây tựu ra không được, nơi này thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm cũng là cái này thiên trận nguyên nhân. Đưa tin mật trận ta cũng không biết, là thánh tế thi thành lập, cái này bí cảnh bên trong thiên trận dẫn đến nơi này không gian ổn định dị thường, sở dĩ thánh tế thi nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cuối cùng ngược lại là thành lập một cái truyền tống trận, lại chỉ có thể truyền tống một chút binh khí bảo vật linh dược, căn bản là không có cách truyền tống người ra ngoài, liền thi thể đều không được. Lần trước gia tộc đưa tin, để chúng ta đem Phật đế bọn người đánh giết, lại đem thi thể truyền tống ra ngoài, kết quả thử mấy lần cuối cùng không không cách nào truyền tống chỉ có thể đem bọn hắn binh khí truyền tống ra ngoài vốn là muốn giết chết bọn hắn gia tộc về sau đưa tin giữ lại bọn hắn để phòng đằng sau hữu dụng vũ tước nhi giải thích một lần giang giật trầm ngâm ép buộc chính mình tỉnh táo mặc dù hắn khống chế vũ tước nhi lại không phải là khống chế toàn bộ tử thần đại lục hắn không thể có nửa điểm lười biếng cũng không thể mất lý trí phải tỉnh táo lại tỉnh táo hắn trầm tư một lát do hỏi, Thánh Tế Ti là ai cũng là các người gia tộc còn có nơi này Thánh Hoàng có phải hay không các người người Thánh Tế Ti cùng Thánh Hoàng thực lực như thế nào các người gia tộc tại cái này có bao nhiêu người. Ta cũng không biết Thánh Tế Ti là ai. Vũ Tước Nhi lắc đầu nói, hắn rất thần bí, là tử thần đại lục chúa tể, Thánh Hoàng không phải chúng ta người, bất quá rất nghe Thánh Tế Ti. Thánh Tế Ti thực lực, thâm bất khả chắc, chỉ ít tại tử thần đại lục là vô địch. Thánh Hoàng cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều, tử thần đại lục không người là địch, kẻ ngoại lai ở chỗ này thực lực đều sẽ bị áp chế, Phật Hoàng các nàng liền là bị Thánh Hoàng cầm xuống, giờ phút này bị giam tại Thánh Hoàng thành trong mục giam. Ân, đều bị hạ độc, nguyên lực không cách nào vận chuyển. Chúng ta gia tộc có ba người tại cái này, đều là tế tự thân phận, ta tam ca còn có lục tỷ, ba người chúng ta đều là hơn một năm trước vào đây. Giang giật trầm mặc, đem đạt được tin tức tiêu hóa thoáng cái, vũ tức nhi nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, đúng rồi, đại nhân, các ngươi không phải vào đây rất nhiều người sao những người còn lại đâu. Thế nào Giang giật nhìn lướt qua đi qua, giải thích nói, có mấy cái tại huyền thần cung bên trong, còn có một số ở trên núi ẩn núp. Nguy rồi, Vũ Tước Nhi khẩn trương nói ra, bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm, lần này ta tuần tra bất tử bộ lạc, liền là để bộ lạc đại tù trưởng phái binh bốn phía điều tra, tìm kiếm các ngươi. Nếu như bất tử bộ lạc người tìm tới bọn hắn, đại tù trưởng tự mình xuất thủ tự rất phiền toái. Đại tù trưởng thực lực rất mạnh, không có tám cửu tinh thực lực vào đây căn bản đấu không lại hắn phật hoàng bọn người mà chết giang giật nhận được tin tức khẳng định hội giận cho đánh mèo vũ tước nhi cho nên nàng không dám giấu giếm việc này nếu không giang giật giận dữ nàng đem sống không bằng chết ngoá không nói sớm giang giật trừng mắt quát lạnh nói đem ta truyền tống ra ngoài lập tức lên đường trở về vũ tước nhi vội vàng đem giang giật truyền tống ra ngoài bên ngoài đã sớm thu thập xong vô số người hâm mộ nhìn qua giang giật có thể cùng nữ tế tư độc chỗ một phòng đây là thiên đại diễm phúc cùng vinh dự a à. giang giật giả bộ nơm nớp lo sợ trở lại suy giã bên người không lâu lắm vô tước nhi ra vung tay lên lạnh lùng hạ lệnh toàn bộ lên đường hồi trở lại bất tử bộ lạc a à, rất nhiều giã nhân coi là nghe lầm thật vất vả đánh lui ma long vương lại muốn trở về bất quá không ai dám chất vấn tế tự mệnh lệnh nhanh chóng lên đường hướng bất tử bộ lạc chạy trở về hạ sơn dễ dàng lên núi khó khăn vẹn vẹn nửa canh giờ đại bộ đội hạ đại sơn giang giật cùng suy giá bọn người tiếp tục bọc hậu phụ cận mấy chục người đều là bị mị như khống chế hắn căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi nhắm mắt lại xếp bằng ở chiến hổ bên trên đem đạt được tin tức phân tích trải vuốt cùng vũ tước nhi trao đổi một phen hắn đạt được rất nhiều tình báo đầu tiên phía sau màn hắc thủ là bác đế không sai còn như thiên minh tông có hay không tham dự vào cái này muốn tìm thánh tế ti hoặc là sau khi rời khỏi đây tìm vũ ra bán thần chứng thực thánh tế ti phi thường cường đại dựa vào giang giật cùng Phật Hoàng bọn người khẳng định không thể vì địch, mà lại vô tước nhi nói căn bản không có cách nào ra ngoài, sở dĩ những sự tình này trước mắt không cần cân nhắc. Phật Hoàng bọn người bị giam giữ, còn tại Thánh Hoàng Thành, có vô tước nhi làm nội ứng, nghĩ cách cứu viện độ khó sẽ không quá lớn. Vấn đề là cứu được về sau làm sao bây giờ, giống như không có cách nào đi ra, coi như cứu ngục ra ngục giam mọi người cũng sẽ bị Thánh Hoàng cùng Thánh Tế Ti truy sát đến chết. Còn có một vấn đề, muốn cứu người nhất định phải đi Thánh Hoàng Thành, Vũ Tước Nhi trở về khẳng định sẽ cùng Vũ ra còn lại hai người gặp mặt, cũng rất có thể bị Thánh Tế Ti có lẽ Thánh Hoàng triệu kiến. Vạn nhất nàng bị khống chế sự tình, bị Thánh Tế Ti bọn người khám phá, hắn không chỉ có cứu không ra Phật Hoàng bọn người, chính mình cũng muốn góp đi vào. Cái địa phương quỷ quái này không gian ổn định dị thường, lực công kích của bọn họ cùng tốc độ đều bị nghiêm trọng áp chế, ngược lại trong này đám thổ dân hàng năm ở tại bên trong, trở nên phá lệ lợi hại, lực phòng ngự càng là nghịch thiên. Mặc dù cầm xuống một cái Vô tước nhi, nhưng Giang giật lại cảm giác càng nhức cả trứng. Nghĩ đến một trận hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đi trước đem Phật Hoàng bọn người cứu, đem tình huống cùng Phật Hoàng bọn hắn chia sẻ thoáng cái, để mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Tới thời điểm đi 7-8 ngày, giờ phút này trở về tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ít nhất cũng phải 5-6 ngày, dù sao có như thế khoảng cách xa, trên đường đi sẽ còn thường xuyên có dã thú quấy rối. Giang giật nội tâm mặc dù gấp, nhưng cũng không có cách nào lại không dám không có việc gì đi cùng nữ tế ti nói chuyện phiếm, một khi bị người hoài nghi, hắn đoán trường tiến thánh hoàng thành liền sẽ bị giết. Nơi này giang giật bọn người nhanh chóng hành tẩu, bên ngoài đông hoàng đại lục lại xảy ra chuyện lớn, bắc đế kiếm đế thú đế rốt cục dẫn người trở về. Còn tại trên đường bên trên, đông hoàng đại lục đại gia tộc, còn có những cái kia tiểu đại lục những người thống trị đã sớm hướng bắc đế thành truyền tống mà đi, tam đại cửu tinh cường giả, chỉ còn lại bắc đế, tất cả mọi người hy vọng bắc đế đang cao nhất hô, liên hợp đông hoàng đại lục sở hữu nhân tộc lần nữa tạo thành liên quân hợp mưu hợp sức cộng đồng vượt qua hạo kiếp. Diệt thế nguy hiểm dưới, nhân tộc trở nên chưa từng có đoàn kết, chỉ cần còn có thể có tên tuổi đại gia tộc đều phái ra sứ giả, tại Bắc Đế thành nội lặng lặng chờ đợi, Phó hoàng cùng Vũ Nghịch tự mình ra mặt chiêu đãi, đem tất cả mọi người dàn xếp lại. Giang giật trở về bất tử bộ lạc đi đến một nửa lộ trình lúc, Bắc Đế cùng thú đế kiếm đế mang theo một đám bán thần truyền tống về Bắc Đế thành. Làm giả Bắc Đế từ triệu tập sở hữu đại gia tộc tộc trưởng gặp nhau Vũ Bảo trên quảng trường, lớn như vậy quảng trường dòng dã tụ tập mấy vạn người, kiếm đế đầu tiên tuyên bố một cái để toàn trường đều sôi trào tin tức đánh giết chiến đế chính là giang giật cùng ngao lư không lầm, bởi vì bọn hắn đạt được xác thực chứng cứ. chương 1228, Minh Chủ, chứng cứ là một cái ấn thạch, ấn thạch năng ghi chép một đoạn thời khắc hình tượng, cái này mai ấn thạch là phong hỏa đại lục một cái đại gia tộc trưởng lão ngưng khắc, bên trong hình tượng ngược lại là cũng không có giang giật thân ảnh cũng không có ngao lư cùng giang giật liên thủ đánh giết chiến đế hình tượng. Bất quá, trong tấm hình có hai cái mơ hồ ảnh tử từ, từ, trên cao bên trên nhanh chóng bay qua, tốc độ thật nhanh, tuyệt đối là cường giả tối đỉnh, trong đó một cái một đầu tóc lục quá rõ ràng, một cái khác một thân hắc giáp, lãnh khốc như hàn băng. Rất nhiều đại gia tộc bán thần đều tham gia nhân tộc yêu tộc đại chiến, nhìn thấy cái này ấn trong đá hình tượng, một người lập tức kinh hô lên, là ngao lưu cùng hắc thần. Quả nhiên là hai cái này đại yêu, cái này ấn thạch là phong hỏa trong đại lục ghi chép, Ngao lư cùng hắc thần đột nhiên ra phong hỏa đại lục thời gian địa điểm như thế chi khéo léo, chiến đế cái chết cùng ngao lư thoát không được quan hệ, khẳng định là ngao lư cùng giang giật hắc thần liên thủ làm. Đúng, kiếm đế không phải nói bọn hắn truy tung địch nhân có thể độn thiên nhập địa thoáng cái ở chỗ này giết người, thoáng cái lại qua bên kia sao tuyệt đối là giang giật độn thiên không lầm. Giang cầu tặc, huyền đế lần này là váng đầu, đem huyền thần cung truyền thừa cho tên súc sinh này. Trong lúc nhất thời vũ bảo trong quảng trường tiếng người huyên náo, tiếng mắng chửi không ngừng, rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng lòng đầy căm phẫn, Giang giật đạt được huyền thần cung bản thân cái này liền để vô số người đỏ mắt. Tăng thêm lần trước nhân tộc yêu tộc đại chiến, hắn đứng tại yêu tộc bên kia ngăn cản nhân tộc, đây càng để nhân tộc cùng chung mối thù, căn bản là không có người đi khảo chứng ấn thạch thật giả, rất nhiều người đều kết luận Giang giật cùng Ngao Lư liền là phía sau màn hắc thủ. Đạt được cái kết luận này đơn giản, nhưng rất nhiều người càng thêm thúc thủ vô sách, bởi vì Giang giật có được huyền thần cung, còn chiếm được huyền thần đao huyền thần khải, vậy cơ hồ là không chết tồn tại. Chiến đế bắc đế giết không chết hắn, ai có thể làm gì hắn. Còn có Giang Tiểu Nô cùng cái kia Tiểu Hồ Ly, giống như Giang giật liên hợp yêu tộc đại quân công kích Đông Hoàng Đại Lục, Tiểu Hồ Ly một đường đem sở hữu thiên quân mị hoặc, Giang Tiểu Nô ngao lư Giang giật liên thủ xử lý bắc đế kiếm đế cùng thú đế, cái này thiên hạ ai còn có thể đỡ nổi Giang giật. Yêu tộc đại quân một khi công kích Đông Hoàng Đại Lục, thế đem gây nên đại quy mô nhân tộc chết đi, nói không chừng lần hạo kiếp này về sau, nhân tộc nhân khẩu muốn giảm mạnh hơn phân nửa, ở đây đại gia tộc hoặc là thần phục giang giật, hoặc là chỉ có chết rồi. Thần phục tại một cái nghịch tặc dưới gối về sau làm việc muốn nhìn sắc mặt hắn, xem yêu tộc sắc mặt. Đây đối với đại gia tộc tới nói là căn bản không thể nào tiếp thu được sự tình, mà lại nhân tộc cường giả một khi tử thương quá nhiều, về sau thời gian dài đều sẽ sinh hoạt tại yêu tộc phóng túng uy dưới, các loại chờ giang giật sau khi chết, nói không chừng lại hội khôi phục thời kỳ thượng cổ đại yêu hoành hành, nhân tộc kéo dài hơi tàn thảm trạng. Quảng trường hò hét ẩm ý, có người thống mạ giang giật ngao lư không ngớt, có người thì thầm với nhau thương nghị đối sách, có người oán giận la hét muốn tạo thành liên quân giết vào vô tận sâu hải hỏa yêu tộc giang giật đồng quy vô tận. Đường thần cơ hôm nay cũng tới, hắn mặt dầu dĩ ngồi, nhìn qua hò hét ẩm ý hiện trường, nhìn qua hơi không khống chế được thất thố, hắn đột nhiên ho khan hai tiếng, để toàn trường an tĩnh lại. Hắn đứng dậy ánh mắt bốn phía quét qua, chắp tay nói, chư vị, trước khác đừng loạn. Chiến đế cái chết còn không có triệt để điều tra ra được, có phải hay không giang giật cùng ngao lư làm cũng không thể xác định, cho nên chúng ta hẳn là phái người tìm tới giang giật, trước hết để cho hắn ra giải thích xuống, rồi quyết định báo thù sự tình. Giống như không phải giang giật làm, lần trước hắn tại vô tận biển sâu nói qua, yêu tộc dám vào xâm hắn hội đứng tại nhân tộc bên này. Đường ra làm ăn một mực dùng người vì bản, hắn rất sớm đã nhìn kỹ giang giật, cũng vẫn muốn cùng giang giật thành lập quan hệ tốt đẹp. Hắn xem người rất chuẩn, hắn từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng Giang giật thật sự có xấu như vậy, huyền đế nhân vật như vậy sẽ đem đồ vật của mình lưu cho một cái phẩm hạnh bại hoại người kế thừa. Hừ, đường thần cơ gây nên rất nhiều người khó chịu, một tên thượng cổ gia tộc tộc trưởng đứng dậy cười lạnh nói, đường tộc trưởng, việc này còn muốn điều tra cái gì ấn thạch chẳng lẽ có giả ngao lư cùng hắc thần chẳng lẽ có giả ngoại trừ Giang giật ai có thể độn thiên ngươi muốn Giang giật để giải thích ha 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 ha. ha. Lần trước đại chiến về sau, Ngươi có thể có giang giật bất cứ tin tức gì hắn một mực ở tại vô tận biển sâu, nói rõ cùng yêu tộc cấu kết, ngươi còn trông cậy vào hắn giúp nhân tộc chuyện cười lớn. Đường thần cơ còn muốn nói gì nữa, thú đế bạo tính khí lại phát tác, nổi giận quát, điều tra cái gì đường thần cơ ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi việc này còn có cái gì điều tra ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giúp giang giật, có phải hay không cùng hắn có quan hệ chẳng lẽ các loại chờ, giang giật xuất lĩnh yêu tộc giết vào đông hoàng đại lục lúc, mới có thể xác định hắn là hung thủ đại gia tụ tập cùng một chỗ vì cái gì không phải liền là nghĩ biện pháp, liên hợp lại cộng đồng đối địch sao giống như còn không thể trên dưới một lòng. Này lại cũng không cần mở ra, đều riêng phần mình trở về chờ chết đi. Thú đế gây nên rất nhiều người cộng minh, mọi người tụ tập tại đây không phải vì uống trà, mà là đại nạn lâm đầu muốn tìm một cây đại thụ, để hắn dẫn mọi người cùng một chỗ chống cự đại địch, đến lúc này như còn không đồng lòng, bị gian giật ngao lư tiêu diệt từng bộ phận, nhân tộc tụ triệt để không cứu nổi. Tử Phong Thiên lại là Tử gia đại biểu, hắn đứng dậy hướng tứ phương chắp tay quát khẽ nói: "Thu Đế nói đúng lắm, lập tức chúng ta muốn làm chính là hình thành một cái liên minh, lần nữa tụ tập nhân tộc tất cả lực lượng, một lòng đoàn kết cộng đồng đối địch. Hôm nay người tới tương đối đủ, tự biểu quyết đi, ta đại biểu Tử gia gia nhập liên minh. Ta đại biểu lúc gia gia nhập liên minh, ta đại biểu Hiên gia đồng ý gia nhập liên minh, ta đại biểu Phượng Hoàng Tông gia nhập liên minh, rất nhiều đại gia tộc đại tông phái nhau nhau hưởng ứng." nhưng thú đế kiếm đế bắc đế bọn người nhưng không có lên tiếng, nhất là bắc đế một mực ngồi tại chủ vị trầm mặc không nói. Rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng nhìn thấy bắc đế không nói gì, đằng sau cũng không dám nói chuyện, đường thần cơ chờ dây lát, nhìn một cái bắc đế nói, võ thương, người có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn, bắc đế nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi thương nghị liền tốt, ta nghe đại gia. Ây, đường thần cơ cùng rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng liếc nhau 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 kinh ngạc, bắc đế khẩu khí này không đúng, hắn xem tình huống tựa hồ không muốn vồng gánh con không muốn làm liên minh người dẫn đầu này, hắn là duy nhất cửu tinh cường giả, hắn không dẫn đầu, ai có thể lực áp quần hùng. Thú đế tính khí bạo, đôi mắt nâng lên, kêu la, võ thương, người cái này không có suy nghĩ, như thế trước mắt người không ra làm minh chủ, ai tới làm vị trí này người cũng không thể vung tay mặc kệ a, à, lại nói. Nhà ngươi cùng giang giật là tử thù, người không vì đại gia cũng phải vì vũ ra đi. Hô hô, bác đế đứng lên, bốn mắt quét qua đầy mắt nặng nề nói người minh chủ này không có cách nào làm lão chiến liền là minh chủ hạ chàng như thế nào như thế trước mắt đại gia cũng không đồng lòng ta cũng không muốn quản các ngươi chọn một người làm minh chủ đi ta nghe đại gia chính là cùng lắm thì chiến bại vũ gia quy ẩn ẩn núp ta là thật hơi mệt chút xoạt toàn trường vỡ tổ bác đế đây là sợ a sợ làm minh chủ rơi vào cùng chiến đế kết quả giống nhau súng bắn chim đầu đàn giang giật muốn giết khẳng định người thứ nhất giết minh chủ Bác đế đều sợ, ai có thể làm người minh chủ này ai có thể phục chúng mà lại. Bác đế nói chiến bại quy ẩn ẩn núp vũ ra xem tình huống tìm được rất tốt quy ẩn chi địa, khác gia tộc nhưng không có địa phương ẩn thân A, một khi chiến bại cửa nát nhà tan. Lập tức toàn trường đều loạn, lòng người bàng hoàng, triệt để không biết như thế nào cho phải. Đường thần cơ cũng luống cuống, như thế trước mắt bác đế đặt xuống gánh, nhân tộc liên minh triệt để không cách nào tạo thành. chương 1229, nhân tộc liên minh. Hừ, Kiếm đế lãnh mâu chấp động, đột nhiên đứng lên, quát khẽ nói, võ thương, người cũng không thể co lại. Người muốn rụt, nhân tộc tổ thật phong, người minh chủ này nhất định phải ngươi tới làm. Ngươi là sợ đại gia không nghe ngươi hiệu lệnh sợ đại gia không phục tùng chỉ huy cái này dễ xử lý, như nhân tộc liên minh hình thành, ai không nghe ngươi hiệu lệnh, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Thú đế cũng giống to, đúng, võ thương, chỉ cần ngươi làm minh chủ, ai dám không nghe chỉ huy, ta giết hắn cả nhà. a à, Đường Thần Cơ nhìn qua oán giận sục sôi kiếm đế cùng thú đế, không hiểu cảm giác có cái gì không đúng. Hai vị này cư nhiên như thế giữ gìn võ thương lần trước liên minh là thành lập thống soái đoàn, lần này thế mà trực tiếp muốn để bác đế làm minh chủ còn muốn toàn bộ người nghe hắn mệnh lệnh chẳng lẽ hai người chuẩn bị ủng hộ Bắc đế thành lập đế quốc, nhất thống thiên hạ. Lần này tới là thương nghị thành lập liên minh, Đường Thần Cơ vốn cho rằng là lần trước như thế liên minh, siêu cấp đại gia tộc tộc trưởng tạo thành thống soái đoàn, đại gia có việc cùng nhau thương nghị cùng một chỗ biểu quyết. Nhưng giống như dựa theo quỹ tích phát triển tiếp, võ thương một khi trở thành minh chủ, toàn bộ liên quân nghe theo hắn điều khiển, hắn liền trở thành cao cao tại thượng đế hoàng. Ai dám không tuân mệnh lệnh, kiếm đế cùng thú đế trực tiếp động thủ diệt sát, lâu dài dĩ vãng võ thương không phải liền là đế hoàng sao. Đường thần cơ còn có một số thượng cổ gia tộc ẩn thế đại tông tông chủ đều không phải là ngu xuẩn, rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ, nhưng kiếm đế cùng thú đế như thế bộ dáng, tăng thêm thế cục phát triển đến nước này, ai dám đứng ra nói cái gì vạn nhất chọc giận tới thú đế, con hàng này động thủ thật đâu. Bác đế sắc mặt một mực rất bình tĩnh, hắn vẫn là rất nặng nề lắc đầu nói, không được, ta cùng giang giật là tử đối đầu, ta trở thành minh chủ tự triệt để không có quay về đường sống, không nếu như để cho thần cơ lão đệ làm minh chủ đi, đến lúc đó có thể cùng giang giật nói chuyện, đại gia sống chung hòa bình nha. Bá bá bá, vô số ánh mắt nhìn về phía đường thần cơ, đem hắn dọa đến nội tâm run lên, bởi vì rất nhiều ánh mắt rất là bất thiện, đằng đằng sát khí. Võ thương trong lời nói có chuyện A, à, tựa hồ tại ám chỉ hắn cùng Giang giật tương giao tâm đầu ý hợp, khắp nơi tại giúp Giang giật, không đoàn kết, không phục tùng mệnh lệnh. Đường thần cơ nhìn thấy thú đế cặp kia đều là hung quang mắt to, cảm giác rất là đau đầu, hắn làm cái cái giám minh chủ A, à, ai sẽ phục hắn đến lúc đó chịu chết thời điểm, đoán chừng người của đường ra đè vào phía trước, chỗ tốt cái gì đều lấy không được, xảy ra chuyện sẽ còn trách tội đường ra. Hắn chỉ có thể cười khổ đứng lên nói, võ thương, ngươi quá đề cao ta luận thực lực luận uy vọng luận mưu ngư lược ngươi cũng thắng ta thêm chủ, ngươi nếu không thể làm minh chủ ta càng thêm không được dạng này a à, bác đế trầm tư một lát ánh mắt nhìn về phía mặc gia tộc trưởng nói ra nếu không lão mực ngươi đến mang lĩnh đại gia ta là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ngươi đấu cả một đời ta là thật mệt mỏi không được không được mặc gia tộc trưởng liền vội vàng đứng lên nói võ thương ngươi cũng đừng chậm trễ ngươi không làm minh chủ ai cũng sẽ không chịu phục không sai, đúng lúc này, một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm vang lên, tiếp lấy bầu trời xa xa một cỗ xinh đẹp chiến xa bay tới, dưới chiến xa còn có thất thải hào quang, tựa như nơi chân trời xa một đạo thải hồng dọc theo tới. Trong chiến xa ngồi một cái xinh đẹp làm lòng người say nữ tử, chiến xa hai bên còn có 10 cái bán thần hộ vệ, từ xa nhìn lại tựa như cửu thiên thần nữ giáng lâm. Hình mộng huyền, vô số người thình lình đứng dậy, bao quát đường thần cơ mấy người cũng nhao nhao đứng lên, lần trước nếu không phải hình mộng huyền, nhân tộc đại quân đã sớm đánh bại. Lần này vạn tộc cùng tụ, thiên minh tông nhưng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, mọi người còn tưởng rằng thiên minh tông vung tay mặc kệ, không nghĩ tới như thế thời khắc mấu chốt hình mộng uyển xuất hiện lần nữa. Hình mộng uyển là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại không người đơn thuần xem nàng như là một cái mỹ nhân đối đãi Rất nhiều người thế nhưng là tận mắt thấy, hợp kích chiến trận phía dưới khí thức của nàng đạt đến cửu tinh, nói một cách khác hình mộng uyển nếu muốn động thủ, nàng có thể đánh giết ngoại trừ bắc đế bên ngoài ở đây bất luận kẻ nào. Tham kiến mộng huyền tiểu thư, rất nhiều gia tộc công tử nhao nhao đôi mắt lửa nóng hành lễ, đối với cái này nữ thần ái mộ cùng sùng bái đạt đến cực điểm, tử phong thiên bọn người càng là hận không thể đem cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nuốt sống. Hình mộng huyền chiến xa chậm rãi dừng lại, nàng thân thể bắn ra, chiến xa biến mất, nàng nho nhã lễ độ cùng mọi người nhất nhất gật đầu, lúc này mới nhìn qua bác đế nói, bác đế ngươi không làm minh chủ, ta hình mộng uyển cái thứ nhất không phục lần này nhân tộc tao ngộ đại nạn, hạo kiếp sắp tới, thiên minh tông tông quy vốn không có thể xuất chiến, nhưng phụ thân trách trời thương dân, tự nhận là là nhân tộc một phần tử không có thể ngồi yên không lý đến, cho nên để mộng huyền xuất thế, hiệp trợ bác đế tổng ngự cường địch, ra sức bảo vệ nhân tộc. Mời bác đế không được chối từ, dẫn đầu chúng ta lực kháng yêu tộc. Tốt, mộng huyền tiểu thư cao thượng, mộng huyền tiểu thư là nhân tộc anh hùng, là cửu thiên phái tới thần nữ A, có mộng huyền tiểu thư tương trợ, lo gì đại sự không thành không sai, giang giật cùng ngao lưu mặc dù cường đại nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, đem có thể triệt để đánh giết bọn hắn, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ chiến thắng tà ác. bắc đế, xin ngài không được chối từ, chúng ta đều tuân ngươi là minh chủ, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. đúng đấy, bác đế, xin ngài xuất lĩnh chúng ta chống cự hạo kiếp, ai dám không phục tùng mệnh lệnh của ngươi, quân pháp xử lý. hình mộng huyền một phen đốt lên toàn trường, để vô số gia tộc tộc trưởng nhau nhau phụ họa. Kiếm đế thu đế hình mộng huyền đều nguyện ý nghe theo bác đế mệnh lệnh, bọn hắn những này gia tộc làm sao dám có khác biệt ý kiến mà lại tình thế như vậy bác đế không làm minh chủ, ai có thể làm như bác đế mặc kệ, nhân tộc tụ triệt để xong. Đường thần cơ cùng một chút ẩn thế đại tông tông chủ viễn cổ thế gia tộc trưởng liếc nhau, nhau nhau trầm mặc. Giờ này khác này tình thế như vậy, rốt cuộc không ai dám ra mặt. Hoặc là bọn hắn không gia nhập liên minh, hoặc là chỉ có thể tuân bác đế là minh chủ. Cái này, Bác đế trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó, hắn trầm tư một hồi lâu, tài cao dơ hai tay áp chế trong sân huyên náo, trầm giọng nói ra, muốn ta làm minh chủ có thể, bất quá nhân tộc lần này tao ngộ nguy cơ vô tiền khoáng hậu, ta cần toàn thể nhân tộc đều nghe theo hiệu lệnh, dạng này mới có thể cộng đồng vượt qua nguy cơ. Giống như ai trần trừ cùng giang giật cấu kết, hay là lâm trận bỏ chạy, nhiễu loạn quân tâm, kia trận chiến này thất bại. Ta chuyện xấu nói trước, nếu có loại chuyện này phát sinh, quân pháp xử lý, giết chết bất luận tội. Kiếm đế nhẹ gật đầu, nói tiếp, lẽ ra nên như vậy. Không sai, thú đế đôi mắt chừng một cái nói, ai dám cùng giang giật cấu kết, cùng yêu tộc lại lui tới, truyền lại tình báo, một khi phát hiện nhất định phải diệt hắn nhất tộc. Đồng ý, rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao phụ họa, bác đế lần nữa khoát tay trận lại nói, đương nhiên, sự tình cũng không thể ta một người nói tính toán, nhân lực có hạn, nhất định phải hợp mưu hợp sức. Sở dĩ nếu như ta làm minh chủ, như vậy thì nhất định phải lại chọn bốn cái phó minh chủ, mọi người cùng nhau tham mưu bày ra, nếu có ý kiến khác biệt chúng ta 5 người bỏ phiếu biểu quyết, dạng này mới có thể đánh thắng một trận chiến này, cũng không trở thành bởi vì thống soái sai lầm, để liên quân vạn kiếp bất phục. Ta đề nghị bốn cái phó minh chủ, bởi kiếm đế thú đế mộng huyền tiểu thư thần cơ lão đệ đảm nhiệm, chư vị có gì dị nghị không? Ha ha, đường thần cơ nội tâm cười khổ không thôi, tổng cộng 5 phiếu hắn cái này phó minh chủ có cái dám quyền lên tiếng A. Kiếm đế thú đế không biết rút ngọn gió nào, rõ ràng dùng bác đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, hình mộng huyền cũng tựa hồ cùng bác đế chung một phe vậy hắn còn ném cái giám phiếu A, bác đế đây là làm kia cái gì còn muốn lập đền thờ A. Chỉ là, đại thế phía dưới, không còn có người dám biểu lộ bất luận cái gì ý kiến phản đối, cũng không có gia tộc dám không gia nhập liên minh, nếu không vạn nhất bị người ta vô cáo cùng giang giật cấu kết, vậy liền nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch, đoán chừng đều đi không ra bác đế thành. Một phen sau khi thương nghị, nhân tộc liên minh lần nữa hình thành, bác đế trở thành minh chủ, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. chương 1230, quỷ dược, cộc cộc cộc, bất tử bộ lạc phía bắc, vang lên một đạo rất có thiết tấu thanh âm đem trên tường gỗ thủ vệ kinh động đến, thủ vệ một cái tiểu đội trưởng lắng nghe một trận, rất nhanh gầm thét chú ý, có số lớn dã thú đột kích. Thông qua mặt đất chấn động, còn có thanh âm nồng đậm trình độ, tiểu đội trưởng đánh giá ra ít nhất có gần ngàn con dã thú băng băng mà tới. Bộ lạc cũng không có gần ngàn người tiểu phân đội đi mặt phía bắc, kia chỉ có giã thú đến tập kích. Trên tường gỗ rất nhiều dã nhân tụ tập mà đến, toàn bộ tay cầm một thương súng như lâm đại địch. Một lát sau phía trước vung lên một trận bụi đất, tiếp lấy một đội cưỡi chiến hổ dã nhân theo đầy trời trong bụi đất xuyên ra, tiểu đội trưởng quét qua lập tức thở dài một hơi, khua tay nói, giải trừ đề phòng, là người một nhà, đi bẩm báo thiếu thủ trưởng, cái kia tiên nữ xinh đẹp tế tự lại trở về. Hưu, một tên cường tráng dã nhân lao nhanh mà đi, tiểu đội trưởng nhìn đại bộ đội tới gần, trong mắt một mảnh kinh nghi, bởi vì đi thời điểm có hơn 1.300 người, giờ phút này trở về lại không đến 800 người, hơn nữa còn có rất nhiều người mang theo tổn thương, có hơn 10 người tay chân cũng bị mất. Cộc cộc, trong bộ lạc một đội dã nhân băng băng mà tới, cầm đầu một tên dã nhân tóc dùng dây vải tùy ý trói lại thoáng cái, trên mặt dâu còn cào đến sạch sẽ, mặc dù đồng dạng là mặc da thú quần đùi, nhưng thân trên còn có một cái da thú áo ngắn, nhìn văn minh rất nhiều. Thiếu tù trưởng, từng cái dã nhân nhao nhao không người hành lễ, thanh niên kia bước đi lên đến, tại trên tường gỗ thấy rõ ràng là Vũ Tước Nhi sau lập tức trong mắt quang mang vạn trược, quát khẽ nói, mở ra đại môn, theo ta tự mình đi nghênh đón tế tự đại nhân. Chi chi, nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, thiếu tù trưởng mang theo hai ngàn dã nhân chạy như điên, đến Vũ Tước Nhi đại quân phía trước về sau, hắn ghim chặt chiến hổ quát khẽ nói, hồn tàn tham kiến tế tự đại nhân. Đại nhân, các người thế nhưng là tao một số lớn mãnh thú tập kích ai nha nha, sớm biết ta liền tự mình dẫn người hộ tống. Vũ Tước Nhi trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, coi thường thiếu tù trưởng trong mắt cực nóng cùng nịnh nọt, nhàn nhạt, nhạt, nói ra, hồn nông đâu. Phụ thân đi ra, hồn tàn tùy ý giải thích một câu, tay trận lại nói, đại nhân, mời đến thành đi, ta gần nhất săn giết mấy cái chân quý dã thú, vừa vặn nấu thang mời đại nhân thưởng thức một phen. Đi ra, Vũ Tước Nhi biến sắc, ngưng âm thanh hỏi, hồn nông đi đâu đi bao nhiêu ngày rồi. Hồn tàn gặp Vũ Tước Nhi sắc mặt không đúng, không dám tiếp tục lấy lòng thành thành thật thật nói ra phụ thân truy sát mấy cái kẻ ngoại lai đã đi một ngày không xong vũ tước nhi sắc mặt triệt để đại biến nhìn lướt qua sau lưng không xa đằng đằng sát khí giang giật liên thanh khẽ kêu lập tức dẫn đường đuổi theo hồn nô làm trễ nải đại sự các ngươi đều phải chết tuân mệnh hồn tàn bọn người bị giật nảy mình vũ tước nhi thân phận so đại tù trưởng còn cao hơn hồn tàn tự nhiên không dám ngỗ nghịch vội vàng phân phó vài câu tự mình mang theo một ngàn người tại phía trước dẫn đường hướng vùng Đông Nam lao nhanh mà đi. Đại bộ đội cấp tốc hành quân, giang giật nội tâm nhanh như liệt hỏa, nhưng lại không dám quá biểu lộ ra, nhiều người phức tạp, vừa rồi vô tước nhi vô ý thức liếc hắn một cái tựu không phải, như hắn lại biểu lộ ra quá nhiều, sẽ triệt để gây nên người khác hoài nghi. Bất tử bộ lạc đại tù trưởng quả nhiên là đuổi theo giết Phật Hoàng đám người, coi là giờ phút này đại quân tiến lên phương hướng liền là Phật Hoàng bọn người ẩn thân vách đá dựng đứng. Cái kia vách đá dựng đứng cũng không xa, vẻn vẹn một canh giờ tựu đã tới, bất quá tại phụ cận cũng không nhìn thấy có bất kỳ đại quân. Phụ thân bọn hắn trong núi, hồn tàn người tại phụ cận tìm tòi một lần, nhìn thấy bất tử bộ lạc lưu lại đặc thù ám hiệu, hồn tàn vội vàng đi lên bẩm báo. Vũ tước nhi tay nhỏ vung lên đại bộ đội tìm tới một đầu đường nhỏ nhanh chóng lên núi, tiến vào trong núi sau hồn tàn không dám khinh thường, để cho người ta đem vũ tước nhi bao quanh vây vào giữa, trong núi thế nhưng là có dã thú trong núi tốc độ càng chậm hơn dù sao có nhiều người như vậy giang giật cũng không dám nháy mắt ra dấu hồn tàn thế nhưng là cùng một con chó đồng dạng một mực bồi tiếp vũ tước nhi sau hai canh giờ đại quân đã tiến vào thâm sơn phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo quát lớn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết giang giật cùng vũ tước nhi đôi mắt đồng thời sáng lên bất quá giang giật sáng lên chính là hàn quang vũ tước nhi khẽ kêu một tiếng đại quân tăng tốc đi tới hướng chiến đấu địa phương phóng đi ô ô phía trước truyền đến dã nhân kêu khóc âm thanh hồn tàn bên này vội vàng đáp lại, rất nhanh có một tiểu đội dã nhân vào tới, nhìn thấy vũ tước nhi cùng hồn tàn đầy mắt ngạc nhiên. Ngược lại là cũng không dám hỏi nhiều nhao nhao quỳ xuống hành lễ, vũ tước nhi thấy tình huống nguy cấp một câu nói nhảm không nhiều lời, ngồi cưỡi sư hổ hướng phía trước phóng đi, giang giật bọn người vội vàng đuổi theo. Xuyên qua một mảnh tùng lâm, phía trước chiến trường ra giang giật trong tầm mắt, hắn nhìn lướt qua lấy làm kinh ngạc. Bởi vì Phật Hoàng bọn người từng cái mang thương, trong bọn họ còn có hai cái dưới thần đã chết đi, thi thể bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, Doãn Hoàng giờ phút này thảm nhất, một cái chân đều phế đi, trên người có 8-9 cái lỗ máu. 10 người bốn phía đều là dã nhân mãnh sĩ, còn có một cái cường tráng cao lớn giống cự nhân trung niên dã nhân, trong tay người này một thương súng không phải màu đen, mà là huyết hồng sắc, tốc độ nhanh đến đáng sợ, nhưng so sánh bên ngoài bát tinh cường giả tốc độ. Phòng ngựa của hắn kinh khủng nhất, Doãn Hoàng như thế cường đại đao mang bắn tại trên người hắn, tựa như bắn tại trên miếng sắt, chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ngấn, hắn thân thể khẽ run lên tiếp tục tiến lên nếu không phải có phật hoàng áp chế giờ phút này đoán chừng tất cả mọi người chết rồi dừng tay vũ tước nhi khẽ kêu một tiếng đại tù trưởng khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu phật hoàng mấy người cũng giật mình vũ tước nhi mặc như thế tinh xảo tơ lụa váy dài bọn hắn như thế thông minh như thế nào lại nhìn không ra vũ tước nhi có vấn đề ngu xuẩn giang giật thầm mắng một tiếng khống chế chiến hổ hướng phía trước chạy đi nổi giận hét lớn kẻ ngoại lai tế tự đại nhân để các ngươi dừng tay, đầu hàng không giết, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Vũ Tước Nhi giật mình tỉnh lại, nàng nguyên lai ra lệnh để đại tù trưởng đánh giết đuổi bắt Phật Hoàng bọn người, giờ phút này nếu để cho đại tù trưởng dừng tay, kia hoàn toàn chính xác có chút nói không thông, hội khiến người hoài nghi, nàng vội vàng sửa lời nói, không sai, kẻ ngoại lai, giống như các ngươi dừng tay đầu hàng, bản tế tự có thể tha các ngươi một mạng. Hồn nông cùng hồn tàn trong mắt nghi ngờ rút đi, đùa cợt nhìn qua Phật Hoàng bọn người, Vũ Tước Nhi bên người mãnh sĩ bọn họ nhanh chóng vây giết mà đi, đem Phật Hoàng bọn người vây kín không kẽ hở, đằng đằng sát khí mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn qua Phật Hoàng bọn người. Đại quang đầu, còn không đầu hàng chờ đến khi nào. Giang giật nhìn thấy Doãn Hoàng bọn người do dự không thôi lần nữa quát lớn, hắn cùng Phật Hoàng hơi liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức đã hiểu đem cổ khí thu nhập đi vào, giờ cao hai tay nói tốt, chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Doãn Hoàng hiên hoàng đêm hoàng mặc dù không biết Giang giật làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là nghe Phật Hoàng mệnh lệnh, hồn nông vung tay lên một đám mãnh sĩ nhanh chóng tới gần, dùng một thương súng sao thoa đem mọi người đè vào trên mặt đất, cả đám đều không nhúc nhích được. Cho bọn hắn cho ăn quỷ dược, vũ tước nhi theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra mấy cái màu nâu đan dược ném cho hồn tàn, cái sau lập tức hấp tấp đi qua, từng cái cậy mở Phật Hoàng đám người miệng mướm thuốc. Doãn Hoàng đám người nhất thời có chút kinh nghi bất định, giang giật sẽ không bị bộ lạc người phản khống chế đi nếu là như vậy mọi người tự triệt để xong đời không nên phản kháng phật hoàng cùng giang giật liếc nhau quát khẽ toàn bộ người đều nuốt vào cái gọi là quỷ dược quỷ dược vừa tiến vào trong thân thể lập tức một cố kỳ dị năng lượng tản ra đem bọn hắn đan điền toàn bộ bao khỏa triệt để không cách nào vận dụng nguyên lực phật hoàng không biết giang giật muốn làm gì nhưng hắn rất rõ ràng giang giật không có bị khống chế giang giật làm như vậy nhất định có hắn thâm ý phật hoàng lựa chọn tin tưởng hắn con rể của hắn như thế nào lại hại hắn